Đầu tiên là phải rất sorry mọi người vì cái tình huống ngày hôm qua mình bị out ra khỏi lớp. Mà không biết out ra từ lúc nào. Sau đấy thì mình không vào lại được nữa. Thì mình có record tiếp cái bài, mình có lại cái bài mà lúc đấy mình đang giảng. Giờ là bài tập scenario số 1 của đề September 2021. Và đồng thời mình cũng gửi hai cái tài liệu liên quan đến hai cái AFS. Mà ở môn này thì nó không thi nhiều nhưng mà các bạn lại cần biết một cách chính xác thì mình có gửi bản đầy đủ hướng dẫn đầy đủ tại IFS 15 và 16 để mình có thể đọc thêm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái IFS đấy cộng với cả cái phần kiến thức liên quan đến Accounting for Share Issue và Calculation of EPS. Đây là hai cái phần kiến thức mà nếu như các bạn học ở môn F3 rồi thì các bạn đã học về Accounting for Share Issue rồi ạ. Nhưng nếu mà các bạn học F3 thì cũng sẽ chưa học đến tính EPS. Mà ở môn F7 thì thông thường trong một bài thi chúng ta sẽ có từ khoảng 5 điểm tính EPS. Vì thế nên là hôm nay thì nhân tiện là nói về share thì mình cũng sẽ nói về phần đó luôn. Nó sẽ là một cái câu độc lập ạ. Nói về Accounting for Share Issue thì hôm qua mình có gửi cho các bạn cái tài liệu này ở trên group và mình biết nó đã rất là đơn giản rồi. Tuy nhiên thì mình cũng nói lại để trong trường hợp các bạn chưa kịp đọc hoặc là các bạn sau này các bạn muốn mở cái video này ra để xem thì các bạn cũng có thể tham khảo. Sorry mọi người, mình có thấy nhà mình nó bị rất ồn đúng không ạ? Mình chia ra thành từng loại. Đầu tiên ấy, là mình đang chia ra là accounting for normal share issue, nghĩa là normal share issue thì chúng ta hiểu là coi như là phát hành cổ phiếu bình thường. Mình còn hay hỏi cái này xong để mọi người để mình check xem một lần cho nó cái bút này nó nhỏ xuống nhá. Normal share issue hay mình còn gọi nó là cash issue, nghĩa là issue để mang tiền về ạ. Nghĩa là nếu như chúng ta có phần vốn mà mình bán vốn, mình thu tiền thì gọi là cash issue. Ví dụ như là các cái công ty mà các bạn thấy, các công ty cổ phần ấy ạ, khi mà họ phát hành ra công chúng IPO initial, IPO cái từ mình vừa mới đọc là initial public offering. Thì khi mà bán cổ phiếu lần đầu cho công chúng ấy ạ, thì bao giờ họ cũng có mong muốn là gì ạ? Cash issue. Nhưng trong quá trình hoạt động thì không phải lúc nào cũng là cash issue, mà cũng có những trường hợp thì họ bán quyền mua hoặc là họ có cổ phiếu thưởng. Thế thì ở hôm nay nôm na là chúng ta sẽ học ba cái cách đấy thì sẽ hạch toán như thế nào và nó ảnh hưởng đến number of share như thế nào. Đầu tiên mình sẽ nói về cash issue thì mình thường lấy một cái ví dụ rất là a bờ cờ, như kiểu cái công ty này họ phát hành 5 triệu share to the public at $3 per share, the nominal value of the share is $1. Nghĩa là bao giờ cũng phải có các cái thông tin sau đây. Thông tin thứ nhất là thông tin về giá. Ví dụ như ở đây là $3, đúng không ạ? Thông tin thứ hai là thông tin về nominal value, là mệnh giá. Ví dụ như ở đây là $1. Thông tin thứ ba là number of share, là số lượng cổ phần. Ví dụ như ở đây là 5 triệu. Thì các bạn thấy là trong bài thi ấy, và cũng như là mình biết về cái thực tế ở các thị trường thì có thể cái nominal value không phải là cố định. Ví dụ như ở Việt Nam nominal value của chúng ta là 10.000 đúng không? Nhưng mà không phải là ở thị trường nào nó cũng là 10.000 đó ạ. À, cũng có khi là $1, cũng có nhiều trường hợp thì là $0.5, thậm chí là $0.25. Thế thì tùy thuộc vào cái nominal value đó mà các bạn tính ra. Như vậy, ở đây ấy, thì các bạn biết là 5 triệu share mà bán về giá $3 thì các bạn sẽ thu về được 15 triệu đúng không ạ? 3 nhân 5 15 thì mình sẽ debit cash là 15 triệu. Nhưng trong 15 triệu này thì share capital của tôi chỉ có 5 triệu thôi, còn share premium là 10 triệu. Được chưa ạ? Và đây là bán cổ phiếu ra để thu tiền về, easy, the most easy case với accounting for share issue. Tình huống thứ hai là bonus issue. Bonus issue thì lại khác. Nếu tôi có nhu cầu
Vừa nãy là tôi có nhu cầu là tôi bán vốn, là tôi thu tiền về để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Thì tôi sẽ làm share issue. Nhưng mà nếu mà tôi share issue ấy ạ, thì có một cái đặc điểm đấy là, đây ạ, mọi người nhìn lại ạ, là tiền về debit cash. Đấy. Nhưng ai là người mua những cái cổ phiếu này thì tôi lại không được biết. Hay tôi có thể nói một cách khác là cái cash cash issue này có thể làm thay đổi, nghĩa là cái lợi thế của cash issue nhá là mang tiền về, đúng không ạ, nghĩa thu được tiền, đúng không ạ, nhưng cái bất lợi của cash issue ấy là sẽ changes shareholder. Nghĩa là thay đổi cái cấu trúc của cổ đông. Ví dụ có một ông đang hold 51%, nhưng mà có một ông ý lúc mà cash issue này thì ông lại mua hết chẳng hạn, ví dụ như là lúc như kiểu IPO ấy ạ, thì đấu giá thôi đúng không, thế là bỏ giá cao thì mua được thôi và mua hết, thì lúc đấy cái người mà mua hết được ấy ạ, người ta sẽ chiếm một cái tỷ lệ cổ phiếu nhất định, và cái ông mà đang là 51% thì chưa chắc là còn 51% nữa, có khi chỉ còn khoảng 40% thôi, thế thì ông ấy sẽ không còn là công ty mẹ nữa, đúng không ạ. Còn cái ông mà trước đó không có cổ phần nào nhưng nhảy vào mua cả 15 triệu này thì sẽ trở thành cổ đông lớn. Đó, nghĩa là nó sẽ thay đổi cái shareholder structure. Và cái này mình cũng đã nhìn thấy chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều lần trên thế giới. Đấy là những cái lần mà chúng ta nhìn thấy có những cái cuộc thâu tóm ấy, thì người ta sẽ mua dần, mua dần, mua dần. Đấy không ạ? Thế đây là như mọi người lưu ý, đây là cash issue nhé, chứ không phải là mua lại cổ phiếu của người khác để sở hữu cổ phiếu của công ty thì lại khác nhé. Còn đây là mua khi mà công ty phát hành tăng vốn ra, đúng không? Thế hoặc là chuyện đơn giản hơn, chả phải mưu mẹo gì, đấy là nếu như một công ty người ta đang có vốn, ví dụ như là vốn ở Việt Nam mẹ vốn là 1 tỷ, nhưng bây giờ trong mục đích sản xuất kinh doanh thì người ta cần phải tăng vốn lên, là mình nói ví dụ là 5 tỷ, thế nhưng các cái ông cổ đông cũ ông không muốn vào tiền, thế có một ông cổ đông mới ông mới bỏ vào 4 tỷ, thì đương nhiên là 4 tỷ trên tổng số vốn 5 tỷ ông mới chiếm 80% thế ạ, đúng không ạ. Vậy thì lúc đó chúng ta nhìn thấy là cái thay đổi cấu trúc của cổ đông như vậy. Thế bây giờ nếu như tôi muốn tăng share capital lên nhưng tôi lại không muốn thay đổi cấu trúc cổ đông, tôi sẽ làm thế nào? Tôi có một cái cách, đấy là gọi là bonus issue, nghĩa là cổ phiếu thưởng. Nghĩa là cổ phiếu thưởng nghĩa là chỉ áp dụng cho các cái current shareholder thôi. Ví dụ, Dentot currently has 2 million 50 cent shares in issue. The opening revaluation reserve balance of company is 3 million. In the year end, it makes a 144 bonus. Mình đọc là 144 bonus issue, thì các bạn sẽ hiểu rằng là cứ có 4 cổ phiếu thì sẽ có quyền get a bonus of one new share. Cứ có 4 cổ phiếu cũ thì có một cái quyền nhận được thưởng một cái cổ phiếu mới á. Bây giờ số mình đang có số cổ phiếu là 2 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có mệnh, à xin lỗi, mình đang có share capital là 2 triệu. Nhưng mà mệnh giá là 50 cent, cho nên đầu tiên việc số 1 là tôi phải tính number of share, là bằng cách là lấy 2 triệu chia 0,5 thì ra là 4 triệu. 4 triệu share. Bonus share issue nghĩa là số cổ phiếu thưởng được phát hành cứ 4 thì ăn 1, vậy thì có 4 triệu thì tôi sẽ phát hành thêm 1 triệu share, đúng không ạ? Và mình biết là 1 triệu share này thì sẽ có mệnh giá là 500, tương đương với cả 500 nghìn. Vậy thì bút toán accounting entry của tôi sẽ là debit và return earning và credit và share capital. Bởi vì ở đây người ta nói là sẽ using revaluation reserve. Nghĩa là ở đây các bạn nhìn thì có một cái đặc điểm các bạn phải nốt lại, đấy là đối với cả share issue ấy ạ, thì cái quan trọng chúng ta cần phải nhớ, cần phải nhìn, đấy là which reserve will be used to finance the bonus issue. Cái reserve nào, cái nguồn tiền nào sẽ dùng để finance cái này. Trong cái bài ví dụ của tôi đang lấy là revaluation reserve. Có bài khác hoặc là các bài mà các bạn hay gặp ở trong đề bài thi ấy, thì người ta hay lấy share premium. Người ta có thể thay ở đây là từ share premium
Trong nhiều trường hợp ấy ạ, khi mà share premium của những cái lần bán vốn trước đấy khá là cao, ví dụ cash issue mà giá cao ấy, thì họ sẽ để ở share premium, đúng không ạ? Ví dụ như ở trên các bạn thấy là các bạn bán với giá 3 đồng, nhưng mà mệnh giá là 1 đồng thì sẽ có 2 đồng là share premium, đúng không ạ? Vậy thì hoặc là như ở Việt Nam ấy, nếu như chúng ta có mệnh giá của chúng ta là 10.000 nhưng mà phát hành lần đầu, ví dụ như là nếu như mà mình nhớ không nhầm thì cách đây khoảng nửa năm gì đó, thì ví dụ như có một cái cổ phiếu mới niêm yết là thời điểm đấy là cổ phiếu của đất xanh, bất động sản đất xanh ấy, thì khi mà họ niêm yết ấy, thì giá cổ phiếu lúc đấy khoảng độ 40.000. Như vậy có nghĩa là họ sẽ có 30.000 là và share premium. Thế thì cũng bình thường, nhưng mà có những trường hợp khi mà share premium mà cao quá, ví dụ như là đến 200.000 chẳng hạn, như IPO giá 200.000 chẳng hạn, thì nó nhiều quá, thì người ta lại có một cái nhu cầu nữa là làm thế nào để chuyển được từ cái share premium này quay về share capital, thì đó là họ sẽ dùng bonus issue đấy ạ. Đấy, và tình huống thứ ba nữa mà mình hay nhìn thấy, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đang dùng cái nguồn nào nhé, preferential reserve này đúng không, hoặc là share premium này đúng không. Thế và còn một cái tình huống nữa, một cái tình huống khá là quen thuộc với các bạn ở cái thời điểm này, đấy là nếu như các bạn nào đang theo dõi thị trường chứng khoán thì các bạn sẽ biết, đấy là các cái cuối năm này nè thì các công ty cũng trả cổ tức, nhưng có nhiều công ty người ta bảo là người ta sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu ạ, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thế là gì? Nghĩa là thay vì người ta dùng retained earnings để distribute the dividend to the shareholders thì người ta sẽ dùng một cái bonus issue để chuyển cái return earning mà định chia cổ tức ấy, chuyển thành share capital, hay tôi nói rằng là cái nguồn thứ ba người ta có thể dùng để finance to the bonus issue, đấy là return earning. Và bút toán của mình lúc đấy sẽ là debit revaluation reserve như trong cái bài này, hay là return earning trong tình huống mà tôi có bonus issue thay cho cổ tức đúng không ạ, hoặc là share premium đúng không ạ. Nếu như trong trường hợp mà tôi dùng share premium là cái nguồn để tài trợ đó, thì tôi giảm cái Chào nguồn chị. vốn đấy đúng không, và tôi Chào chị. credit và share capital. Bên anh hỏi đi, Cho mình hỏi nhá. Cái Việt Anh ơi, Việt Anh bị vang. ở đây. Cho tôi hỏi nhá. Mọi người có nghe rõ không ạ? Đó. Đỡ vang rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi thấy lăn tăn ở một chỗ là cái step premium và cái return earning là một cái gì đấy mà mình cảm thấy là cầm nắm được. Tức là về mặt, nhưng mà cái revaluation ấy nó chưa, nó tức là mình vẫn cảm nhận thì nó là chưa cái hiện thực hóa được, mà nó chỉ là những cái rất là ước tính ấy. Thì ở đây có một cái quy định gì, tại vì ở Việt Nam thì sẽ chưa có cái, hầu như là chưa có cái revaluation reserve này để mình thành bonus Có, ở issue. Việt Nam có. Ở Việt Thế Nam ạ? có reversion reserve và thường xuyên phải làm cái việc này. Lý do là ở Việt Nam ấy, thì mình cái nguyên nhân để chúng ta có reversion reserve đấy là do đánh giá tăng lại tài sản sau khi mà góp vốn. Nghĩa là cho mục đích góp vốn thì tôi đánh giá tăng tài sản. Nó khác với cả chuẩn mực 16 nhá. Chuẩn mực 16 chúng mình học ấy là năm nào đánh giá. Cho nên cái revaluation reserve ở chuẩn mực 16 là nó tăng lên, nó giảm xuống liên tục, nó biến động liên Đúng tục. đúng Thế đúng, nhưng ở Việt Nam thì nó lại không như vậy, nó mà chỉ chỉ tăng khi nào mà các lên. bạn góp vốn đúng rồi thì nó mới tăng lên, và nó là một cái cục reversion reserve ở đấy. Ví dụ bây giờ tớ có một cái patient, tớ mua license chẳng hạn nhé, thì chỉ mất, tớ ví dụ một số con số đi là 6 tỷ, nhưng bây giờ hội đồng, nghĩa là hội đồng nghĩa là cái các thành viên góp vốn quyết định là sẽ công nhận là cái tài sản đó nó có giá trị là 10 tỷ, không phải là 6 tỷ. Thế thì đương nhiên mà khi vào ghi vào capital ấy, nó chỉ được ghi là 6 tỷ theo cái đúng ra ấy, thì trên cái phần vốn góp vốn ấy, người ta vẫn ghi là 10 tỷ, bởi vì theo luật doanh nghiệp, đây là xin lỗi mọi người, mình chia sẻ câu chuyện ở Việt Nam thì mình rất hay gặp việc này. Ở Việt Nam ấy, thì mình sẽ ghi theo luật doanh nghiệp ấy, là được phép công nhận đấy là 10 tỷ rồi. Nhưng kế toán ấy, thì các bạn lại phải ghi theo chứng từ thì các bạn chỉ được ghi 6 tỷ thôi. Thế thì cái mà thẩm định giá cho ra cái thư thẩm định giá là cái tài sản vô hình đó là 10 tỷ thì nó sẽ phải nằm ở đâu? Thì 4 tỷ nó sẽ nằm ở reversion reserve, nó là nằm ở cái phần là nguồn vốn đánh giá tăng tài sản. Đấy. Và vì thế nên rất nhiều doanh nghiệp bị cái trường hợp là nhận góp vốn bằng tài sản, đặc biệt là tài sản đất ý, thì có cái cụm này rất là to.
và vì nó quá to cho nên người ta mới nghĩ đến một cái trò đấy là sẽ bonus issue. Và khi người ta bonus issue dùng cái nguồn vốn này ấy, thì thực ra chỉ là hợp lý hóa cái nguồn vốn này từ reversion reserve quay về share capital thôi. Đúng đó rồi. Và lúc đấy thì nó lại đúng luật, là đúng luật, không phải đúng luật mà đúng chuẩn một kế toán là được ghi nhận là share capital đấy. Thì tất nhiên là để có thể có bonus issue thì cái câu chuyện ở đây sẽ là nó không ảnh hưởng gì đến nguồn vốn cả, nghĩa là tiền không thay đổi, không ảnh hưởng gì đến cấu trúc cổ đông, đúng không? 4-1 có nghĩa là ông nào nhiều vẫn nhiều, ông nào ít vẫn ít, vẫn như vậy. Và người ta chỉ làm cái việc sắp xếp lại các cái tài khoản ở trong phần vốn để cho nó hợp lý với cả cái tình hình sản xuất kinh doanh thôi. Okay. Nhưng mà nếu mà cái phần mà revaluation mà nếu như theo kiểu đánh giá như kiểu IFRS ấy thì có thể chuyển ta được. Vẫn được làm như thế bình thường. Vẫn được làm thì làm vẫn được làm bình thường. Cái nguồn vốn ở đây ấy, cái việc mà mình tách ra là tài khoản nào chỉ để người đọc báo cáo người ta hiểu rõ cái nguyên nhân tạo ra cái chênh lệch đó. Nói vui mọi người là đúng rồi. IFRS nó còn rất là rõ. Nó rõ ở chỗ là mình nhìn vào mình biết ngay đây là đánh giá tài sản. Nhưng ở Việt Nam thì còn có nhiều chuyện buồn cười hơn. Đấy là mình đọc những cái giải trình. Ví dụ nhé, Ủy ban chứng khoán yêu cầu công ty là phải giải trình cái năm vừa rồi tại sao bị lỗ. Đấy. Thì cái chuyện đấy là phải giải trình rất thường xuyên. Nhiều công ty phải giải trình. Nhưng mà khi mà giải trình thì các ông giải trình như thế này là mặc dù kết quả kinh doanh năm vừa rồi bị lỗ như thế so với năm trước thì chúng tôi có lãi, nhưng năm nay bị lỗ là do A, B, do B, do C. Tuy nhiên trong danh mục các tài sản của công ty thì còn có các cái tài sản sau. Thứ nhất này, ví dụ như là bao nhiêu hecta đất rừng ở chỗ Tây Nguyên, hay là bao nhiêu hecta đất ven biển ở chỗ này chỗ kia công ty đã đầu tư. Tuy nhiên theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam thì không được đánh giá lại. Nếu mà đánh giá lại thì khối tài sản đầu tư của công ty sẽ được tăng thêm một lượng, là ví dụ như là bao nhiêu trăm tỷ đấy. Đấy, thế thì đang giải trình tại sao lại lỗ, thì ông lại lôi sang cái câu chuyện là tôi mà được hạch toán theo IFRS thì tôi được ghi nhận một cuộc reversion reserve mấy trăm tỷ cơ. Thế là cổ đông sướng lắm. Cổ đông cứ tưởng tượng là công ty này có mấy trăm tỷ đấy thật. Nhưng các bạn biết là câu chuyện revaluation ấy, tại sao ở Việt Nam mình không được ghi nhận? Là bởi vì nếu mà ghi nhận thì sẽ phải đánh giá liên tục. Và song song với việc được ghi nhận revaluation reserve, được đánh giá tăng, thì phải đánh giá cả impairment, đúng không? Là cả đánh giá giảm. Thì nó phải có hai chiều chứ. Thế nhưng đấy, ở Việt Nam thì không có hẳn một cái cục revision reserve, nhưng mà rất nhiều công ty ấy, người ta dùng cái đấy để người ta blame là do thiếu sót của chuẩn mực nên chúng tôi không được ghi nhận thôi. Chứ còn công ty tôi giàu lắm, mọi người yên tâm, tôi mà ghi nhận cái cục mấy trăm tỷ đấy vào thì năm nay có lãi. Thế thì thật ra là không phải ai cũng biết về IFRS, phải không ạ? Mọi người đọc cái giải trình như thế mọi người thấy hợp lý quá, nhưng thật ra là nếu như có làm IFRS thì nó vẫn lỗ là lỗ, bởi vì nó nằm ở retaining. Còn cái việc đánh giá lại tài sản thì nó sẽ nằm ở reversion reserve. Đấy ạ. Thế thì mình học đúng bản chất để mình biết là cái việc mà chia ra các cái tài khoản vốn khác nhau là để chúng ta đọc báo cáo, chúng ta biết được cái nguồn gốc tạo ra cái khoản lợi nhuận đấy, hoặc là tạo ra cái phần tăng thêm đấy ở retaining thì là do lãi lỗ trong kỳ, ở reversion reserve là do đánh giá lại tài sản, đúng không ạ? Ở share premium là do cash issue trước đó, thì mình đã biết cái, nhìn vào cái tài khoản là mình đã biết cái nguyên nhân rồi. Và bonus issue chỉ là cái cách để mình sắp xếp lại thôi. Ok chưa? Đấy nhá, nhớ này, bonus issue không làm thay đổi cấu trúc cổ đông. Vừa nãy cash issue thì có tiền nhưng mà lại làm thay đổi cấu trúc cổ đông. Bonus issue hoàn toàn không có tiền đấy, mọi người nhìn bút toán ạ, không có cash một tí nào nhưng mà lại làm thay đổi cấu trúc cổ đông. Thì bây giờ mình lại đến một cái phương pháp thứ ba, đấy là nó nửa nạc nửa mỡ, đúng không ạ? Nó đứng ở giữa. Thế bây giờ tôi vẫn cần tiền nhưng tôi muốn phát hành ra thu tiền, nhưng tôi lại cũng không muốn thay đổi cấu trúc cổ đông, thì tôi làm thế nào? Tôi sẽ issue ra một thứ gọi là quyền mua, đấy là right issue hoặc là option, share option. Nào mọi người xem ví dụ này của mình nhé. Telenor has 20 million $1 ordinary share. Bây giờ chúng ta có 20 triệu đô, đúng không ạ? Là phần đây, cái này người ta biết thế này thì mình hiểu đây là share capital, mệnh giá là 1 triệu, đúng không? Vậy thì chúng ta biết được là chúng ta có 20 triệu share, và chúng ta sẽ có một cái option đấy ạ,
On the 1st of October, the director exercise options of 4 million share $2 which. Nghĩa là họ đưa ra một cái quyền mua 4 triệu share. Phát hành thêm 4 triệu share ở dưới dạng quyền mua với giá $2. Và ở mùng 1 tháng 7 thì họ sẽ, ở mùng 1 tháng 7 năm 2021 là năm sau, thì sẽ có right issue. One for four, a $3 switch. Hai cái này khác nhau như thế nào? Cái share option nhé. Share option là quyền mua và người ta đăng ký nhận cái quyền mua đấy, đúng không ạ? Có thể là bán cho những cái người như cổ đông hiện hữu thì được đăng ký cái quyền mua này theo tỷ lệ, hoặc là không theo tỷ lệ gì cả mà đăng ký từ ưu tiên hết thì thôi. Nhưng mà khi tôi nói đến share option thì cũng có nghĩa là có hai câu chuyện, một là có tiền và hai là có giá ở đây, đúng không ạ? Nhưng cái giá này á, có thể nó đang nhỏ hơn so với cả cái giá thị trường, được chưa ạ? Và thông thường thì cái quyền mua này là cũng mang tiền về đấy ạ. Trong cái này thì mình sẽ toán share option như này, maybe cash, đúng không ạ? Credit, share capital và share premium. Option thì mình thấy là đây là it's director exercise, đúng không ạ? Nghĩa là ông director ấy, ông ấy có một cái option như thế từ trước. Thế thì ai là người được hưởng các cái option này? Khi người ta đưa ra option ấy, là quyền chọn ấy, thì người ta sẽ có thể lựa chọn là có thể exercise hoặc là không exercise. Hay nói cách khác là option là cái để cái người, một cái đối tượng cụ thể được phép chọn là tôi có mua cái số cổ phần này hay không. Thế thì ví dụ như trong tình huống này thì là ông director là ông ấy mua, được chưa? Và ông ấy nộp tiền vào. Đến năm sau thì công ty sẽ make a right issue of one for four, có nghĩa là cứ 4 cổ phiếu thì sẽ được mua một. Bây giờ có 24 rồi, 20 triệu ban đầu, 20 triệu ban đầu cộng 4 triệu của ông director, chúng ta có 24, được chưa? Và tương ứng như thế thì mình sẽ phát hành thêm là 24 chia 4 thì bằng 6 triệu cổ phiếu. Đúng không? Và 6 triệu này là với giá $3, cho nên tôi thu về 18.000. Trong 18.000 này thì sẽ có 6.000 là share capital và 12.000 là share premium, được chưa? Vậy thì right issue ấy, thì nó sẽ có một cái đặc điểm, đấy là nó vẫn có tiền cash flow in. Đúng không ạ? Vẫn có tiền vào công ty, nhưng nó không làm thay đổi cấu trúc. Bởi vì là ví dụ cái ông director ấy, ông mua 4 triệu share, đến năm sau ông có right issue thì ông được nâng lên thành 5 triệu share. Tỷ lệ của ông ấy, ví dụ ông director này nhá, tỷ lệ đang là 1/6, đúng không, 4/24, đúng không ạ? Thì đến năm sau ấy, tỷ lệ của ông ấy là 5/30, của ông ấy vẫn cứ là 1/6 như bình thường, được chưa? Cho nên là không có in shareholder structure, không có cái sự thay là... đổi cấu trúc của đông. Cái này vẫn có thể có nếu mà người ta từ chối cái option của người ta, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là đây là tớ chỉ đang nói trong trường hợp là 1 tháng 10 này đã exercise rồi, thì sau đấy mình mới có cái cấu trúc nó cố định. Còn nếu không exercise thì cũng vẫn cấu trúc như thế thôi. Có nghĩa là cái câu chuyện right issue, cái tỷ lệ right issue này để giữ nguyên cái shareholder structure. Đó. Thế còn cái option, cái quyền chọn ấy, đã gọi là quyền chọn thì có quyền chọn hoặc không chọn. Ví dụ nhá, ông này ông được offer quyền chọn đến từ cái đấy 3 năm rồi, là đến ngày 1 tháng 10 năm 2020 thì ông mới được mua 4 triệu share như thế. Thế nhưng nếu như đến lúc mà 1 tháng 10 năm 2020 ông mới nhìn thấy là ở ngoài thị trường, ví dụ cái cổ phiếu này nó xuống, nó không phải là $2, nó chỉ có $1.50 thôi, thì ông mới tội gì ông mới đi exercise cái option, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu như cái cổ phiếu ngoài kia nó là $5 thì ông exercise ngay, đúng không ạ? Ông ấy mua ngay bởi vì rồi nó rẻ trên thị trường đấy ạ. Thì cái option nó sẽ thay đổi, đấy là nó khác nhau ở chỗ là option thì nó có cái quyền đấy. Và right issue ấy, thì thông thường là người ta để có thể đảm bảo là cái right issue này được exercise, fully exercise, thì người ta hay đưa ra cái giá cũng ưu đãi hơn so với thị trường, đúng không ạ? Và để đảm bảo, bởi vì là khi mà người ta tính ra là người ta cần bao nhiêu tiền ấy để làm right issue ấy, thì người ta đã phải lên cái phương án bán thế nào để cho nó phù hợp rồi. Nếu mọi người quan tâm nhé, thì năm vừa rồi, cuối năm vừa rồi, chúng ta có rất là nhiều các cái right issue
ở Việt Nam, và cái giá mua ấy nó cũng rất là khác nhau. Cũng có nhiều trường hợp thì cổ đông bỏ cái quyền mua đó, bởi vì sao ạ? Bởi vì giá còn cao hơn cả cái giá đang niêm yết. Bởi vì các bạn biết là năm 2021 và đầu năm 2022 vừa rồi thì mình nhìn thấy thị trường chứng khoán biến động một cách rất là khác với năm 2020, là cái năm chỉ có đi lên thôi, thì năm 2021 là có rất là nhiều những cái đợt là xuống giảm giá rồi. Thì trong năm 2021 có vài đợt giảm giá lớn ấy, thì trong những cái lúc đấy có rất nhiều trường hợp là cái quyền mua nó về tài khoản thì mọi người không biết sơ sai nữa luôn. Mọi người bán trước cái ngày chốt quyền là lý do là lúc đấy giá nó còn thấp hơn cả cái giá của quyền mua nữa. Đấy ạ, thì người ta có quyền mà, đúng không ạ? Đó, anyway, bây giờ mình là kế toán thì mình phải biết cái này hạch toán như nào. Và các bạn luôn luôn phải nhớ một điều, đấy là chúng ta sẽ phải hạch toán có tiền, đúng không ạ? Debit cash, đúng không ạ? Nhưng mà phần còn lại chúng ta sẽ phân bổ vào share capital và share premium. Đây mới chỉ đang học về định nghĩa của ba loại thôi nhá. Mình vừa mới nói về cash issue, mình nói về bonus issue, và sau đấy là right issue, đúng không ạ? Và một lát nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc các bạn tính EPS như thế nào. Rồi ạ. Dividend thì mình hạch toán như thế nào ạ? Chắc mọi người cũng đã biết khái niệm về dividend rồi, đúng không? Dividend này, ở đây chúng ta có hai cái. Một là được gọi là interim dividend. Interim dividend có nghĩa là cột trả trong năm, trả giữa kỳ ạ. Ví dụ người ta có bắt là các bạn một năm thì trả một lần đâu, phải không? Cho nên mình sẽ có một đợt ở Việt Nam mình hay gọi là tạm ứng cổ tức ạ. Hoặc là trả cổ tức của năm 2021 lần một chẳng hạn, như vậy. Ở đầu năm ấy, chúng ta có 150 triệu share, số number of share là 150 triệu và mệnh giá là 25 cent. Đúng không? Các bạn sẽ tính ra number 150 triệu đô chứ, là vốn ấy, là capital, và với mệnh giá là 25 cent thì các bạn sẽ tính ra value là tổng số share, đấy là 150 chia cho 0.25 thì bằng 600 triệu, ok chưa? And during the year it paid an interim dividend, trong năm thì họ đã trả interim dividend rồi là 12 triệu. The annual dividend yield for company market sector is 4%. Người ta trả trước 12 triệu nhưng mà tôi biết là cái tỷ lệ cổ tức là 4%, được chưa? Vậy bây giờ mình sẽ tính xem là người ta sẽ hạch toán cái dividend như nào. Đây ạ, dividend yield thì được tính bằng total dividend chia cho total market value of share. Bởi vì đây là nói 4%, đúng không ạ? Dividend yield là cái thuật ngữ nói về cái tỷ lệ cổ tức sẽ chia cho market value trên giá thị trường. Nên mình sẽ phải tính giá thị trường trước. Bây giờ tôi biết giá là 1.25. Tôi lấy 600 triệu share nhân với 1.25 thì ra 7.50. Được chưa ạ? Như vậy các bạn biết rằng là cái số dividend mà các bạn phải trả là 750 nhân 4% thì bằng 30 triệu. Được chưa ạ? Thế mà 12 triệu đã được trả rồi ở phần interim, thì final dividend các bạn sẽ phải accrue thêm là 18 triệu. Các bạn sẽ hạch toán nào ạ? Thứ nhất là các bạn sẽ hạch toán vào dividend, đúng không ạ? Và các bạn sẽ có cái hai lần trả là interim và final. Cái này nè là lần giảm và return earning. Ok chưa? Đấy nhá, nghĩa là mình nói với các bạn là chúng ta có thể có interim và chúng ta cũng có thể có final dividend. Distributable profit là cái trường hợp mà chúng ta phân gọi là phân bổ, không phải phân bổ đâu ạ, mà là phân chia lợi nhuận. Trong trường hợp mà có phân chia lợi nhuận thì mình có phải hạch toán không và làm như nào? Các bạn hiểu rộng ra là cái việc distribution là có thể là bonus share issue cũng là distribution, đúng không? Bonus là chia ra mà, chia cái phần returning, chia cái phần revaluation reserve, hay là chia cái phần share premium cho cổ đông. Thứ hai là redemption of pre-purchase company share, nghĩa là cho phép mua lại các cái như là
có thể được mua các cái cổ phiếu của công ty, đúng không ạ? Hoặc là được tặng, hoặc là được gì đó thì cũng là một dạng distributable table profit, hoặc là rút vốn, hoặc là winning up in the company, nghĩa là cùng góp vốn vào. Ví dụ công ty tăng vốn thì tôi góp vốn vào. Vậy thì trong trường hợp mà các bạn có cái tình huống mà distributable profit thì các bạn phải đọc xem là nó sẽ đi từ cái gì. Thông thường thì đi từ retaining ạ. Đúng không? Đi từ cái accumulated realized profit, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ tính cái profit available for distribution. Cái này này phải tính ạ. Cái lợi nhuận mà được phép chia ấy, thì tính như thế nào? Từ accumulated profit, đúng không ạ? Nghĩa là từ cái lợi nhuận lũy kế trừ đi các cái lợi nhuận, các cái lỗ lũy kế, đúng không ạ? Trừ đi các cái realized gain và loss, nghĩa là những cái gain or loss mà trực tiếp ảnh hưởng đến cái lợi nhuận trong kỳ do đánh giá lại các cái tài sorry do đánh giá lại các cái financial instrument ở trong kỳ, đúng không ạ? Nghĩa là lúc đấy tôi đánh giá lại thôi, tôi có đồng ngoại tệ ở trong kết thì tôi đánh giá lại thôi, nhưng thật ra tôi chưa bán cái đồng ngoại tệ đấy đi. Vậy thì tất cả những cái như vậy, đúng không ạ, chúng ta sẽ trừ ra khỏi accumulated profit. Sau đấy các bạn sẽ chia nó ra, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây mình nhìn thấy là mình sẽ có thể được distribute cả những cái tài sản như là đánh giá tăng tài sản cố định, hay là mình sẽ đưa cái development cost, đúng không ạ, hoặc là đưa vào provision, thì tất cả những cái này đều được thành từng cột để distribute. Hoặc là những cái trường hợp mà các bạn tách công ty ấy, thì các bạn cũng sẽ dùng cái cách là các bạn tách nguồn vốn tương ứng với tỷ lệ của các công ty con được sở hữu những gì, hoặc tách theo cái phương pháp là công ty nào giữ tài sản nào thì đưa về công ty đấy. Nếu như nói về distribute ấy, thì các bạn sẽ biết là tài sản thì rất là dễ, bởi vì ai cầm cái gì về thì là của người đấy rồi. Nhưng mà đối ứng với cái việc mà tôi chia tài sản thì tôi phải chia cả lợi nhuận nữa. Phải chia lợi nhuận thì lại phải theo cái tỷ lệ ở trên từng cái tài khoản mà đang tồn tại ở phần reversion reserve. Được chưa? Các bạn biết chưa? Thì cái này mình chỉ giới thiệu các bạn về mặt khái niệm về distribution thôi. Chứ chúng ta cũng không có cái phần bài tập nào liên quan đến cái này. Nhưng mà nó sẽ liên quan đến nếu như các bạn lập báo cáo statement of changes in equity ạ. Cái này thì thôi mình không nói, mọi người tự đọc nhé. Đấy là trong trường hợp mà nó có fraud đầu kỳ thì mình làm thế nào, không là mình chữa bài, mình đã có cái này rồi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến một phần tiếp theo, đấy là phần earning per share rồi ạ. Không biết là trong cái phần vừa rồi mình giới thiệu với các bạn ba cái cách hạch toán accounting per share issue, thì cũng có thể trong lớp mình có nhiều bạn là chưa học môn F3 đâu, nên là mình muốn hỏi xem là mọi người có chưa hiểu rõ cái phần nào trong ba cái phương pháp đấy thôi nhá. Bởi vì ba cái phương pháp đấy nó sẽ liên quan đến chuyện tôi chuẩn bị nói về earning per share. Thì mọi người đã hiểu thế nào là cash issue, thế nào là bonus issue và thế nào là rights issue chưa ạ? Nếu mọi người không có câu hỏi gì thì mình sẽ chuyển luôn sang earning per share. Ơi chị đây. À, cái chỗ mà bonus issue á chị, nếu mà mình ghi vô revaluation result á chị, thì cái tình huống sau đó nữa mình sẽ giải quyết cái tài khoản này sao chị? Thì sau đấy nó vẫn bình thường thôi, cái phần em chia rồi thì nó vẫn coi như là em đã chia rồi, xin lỗi, cái phần em đã vốn hóa rồi thì coi như là đã vốn hóa rồi thôi. Thì sau đó giải quyết thế nào là sao nhỉ? Chị chưa hiểu câu hỏi của em là. Ý là tức là mình vẫn để cái tài khoản đó có số dư hả chị? Nó có thể là không bonus issue hết. Ví dụ như là đấy, như là người ta chỉ bonus issue 5 triệu hay 10 triệu thôi thì phần còn lại vẫn còn. Và bởi vì là cái tài khoản đấy nó sẽ không bao giờ mất đi, cứ mỗi một năm người ta đánh giá tăng tài sản lên. Thế nên nó cũng sẽ cứ hạch toán bình thường thôi, tăng giảm bình thường. Chị nói ví dụ như là sau khoảng 5 năm người ta thấy là đánh giá lại tài sản chỉ có tăng lên thôi, không nặng tăng lên. Thì người ta thấy cái số reversion reserve đấy nó to lên, đúng không? Thế thì người ta sẽ quyết định người ta chuyển cái đấy sang capital chẳng hạn, bằng cách bonus issue, đấy là một cái. Thế thì sau đó, tại vì tăng cái vốn điều lệ thì lại làm tăng quy mô của công ty. Đó, thế nên là sau đó thì với cái reversion reserve mà vẫn còn thì người ta vẫn để như thế và người ta vẫn theo dõi bình thường như mình nói ấy.
iOS 16 bình thường. Okay, thực ra mình hiểu những cái này là nó gần như là nó thay đổi cái cấu trúc vốn của mình thôi đúng không? Đúng rồi, thì nó thay đổi sắp xếp lại, sắp xếp lại vốn thôi. Cái chi tiết của cái equity đúng không? Đúng rồi. Tuy nhiên thì cái này thực ra nó về sau ấy, mọi người mà học về tài chính ấy, thì họ biết rằng là cái cách này là một cái cách để làm cho cái báo cáo tài chính của mình nó đẹp ấy. Nghĩa là nếu như mà vốn điều lệ cái share capital của bạn quá nhỏ và các cái tài khoản khác mà quá lớn, nó gây ra cái chênh lệch, thì người ta sẽ nôm na là người ngoài nhìn vào nhé, người ta sẽ biết là các bạn xuất phát điểm rất là thấp đấy, cái share capital của bạn rất là ít. Thế nhưng nếu như mà dần dần ấy, các bạn bonus issue của ai mất gì đâu, công ty thì không có tiền đúng không, cổ đông không mất gì, tự nhiên được thêm cổ phiếu. Thế nhưng thật ra là cổ đông cũng không được gì đúng không ạ, tại vì không được gì là bởi vì các bạn ấy vẫn nguyên cái shareholder structure như thế. Tính ra thì mình tăng lên được một tí thì cả làng tăng chứ, thế nên là thực ra chả được gì. Nhưng mà công ty thì được một cái, đấy là cái quy mô nó tăng lên bởi vì là vốn điều lệ tăng lên đấy ạ. Và khi người ta nhìn vào, thực ra cái này là khi học tài chính thì các bạn sẽ cảm nhận nó dễ hơn. Đấy là nếu như người ta nhìn vào một cái công ty ấy, mà vốn nó to, xong rồi share premium nó nhỏ, các cái nguồn vốn khác nó nhỏ ấy, thì người ta có cái cảm giác nhé là công ty này còn rất nhiều dư địa để tăng. Bởi vì hóa ra là share premium, người ta có cảm giác là share premium nó nhỏ như này thì nó còn nhiều premium lắm. Đấy ạ. Thì cái cảm giác lúc đấy mình, ví dụ như mình phát hành thêm vốn chẳng hạn, thì nó rất là dễ để người ta tin tưởng, người ta mua. Đấy kiểu như vậy. Thì đấy chỉ là sắp xếp lại cái tài khoản vốn thôi. Chị cho em hỏi thêm một chút chỗ cái reservation ấy. Thì bình thường khi nào cái quỹ này nó còn thì mình mới sử dụng nó để bonus issue đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp mà ví dụ theo FAS thì mình cứ đánh giá là nó có thể tăng có thể giảm cái quỹ này. Thế thì trong trường hợp mà đã hiện thực hóa nó thành nguồn vốn rồi, nó đi vào vốn của doanh nghiệp rồi, capital share rồi, thì năm sau mà ví dụ đánh giá nó có thấp hơn thì nó lại tồn tại cái quỹ up ở đây đúng không ạ? Không, nó không tồn tại cái quỹ âm ở đấy. Nếu như mà nó hết rồi, tại vì khi nào em đánh giá giảm, hôm nọ mình học impairment rồi mình còn nhớ không ạ? Vâng. Thì lúc đấy em sẽ ghi thành expense của em luôn. Rồi ạ, ok. Vậy thì em hỏi thêm một chút xíu là về cái right issue và option. Thì về cơ bản thì cái option này thì nó chỉ làm take hay không take cái exercise đấy thôi đúng không ạ? Còn đúng về rồi. Bản chất thì nó vẫn là issue bằng cash ra. Option còn cái quyền chọn. Vâng. Quyền chọn thì mình có quyền chọn và không chọn. Chọn và không chọn thì còn cái cách và cái nguồn tiền dùng được thì nó vẫn là một cái dạng hình thức là vẫn của cách issue. Thật ra hai cái đấy rất là một. Option và right issue nó rất là giống nhau. Nhưng nó bởi vì nó đều là quyền. Quyền có nghĩa là người ta có thể mua và có thể không nhá. Nó khác nhau ở chỗ là option ấy thì nó không có tỷ lệ, mà em grant the option to the specific shareholder hoặc là director, nghĩa có một cái đối tượng rất là cụ thể. Ví dụ như là ở Việt Nam mình, mọi người dạo này hay nói đến ESOP ấy. ESOP có nghĩa là cái phương án phân chia cổ đông, phân chia cổ phiếu cho nhân sự quan trọng của công ty đấy, thì nó cũng là một dạng option đúng không ạ? Nghĩa là có những cái người limited như thế này thì được hưởng là đến cái năm đấy thì sẽ được hoặc là thưởng hoặc là có quyền bỏ tiền vào mua. Đấy thì nó là dạng option. Thế nhưng mà right issue thì nó lại không phải là cho một cổ đông cụ thể như thế, mà right issue là có tỷ lệ để tất cả cùng tăng lên hoặc là cùng giảm đi. Thì tại sao mà người ta đưa ra right issue? Đấy là khi mà người ta muốn huy động vốn. Nếu như option là để cho những cái người cụ thể đấy, người ta nhận được những cái lợi ích và gắn bó với cả công ty, bởi vì khi đấy thì cái lợi ích của công ty sẽ gắn với cả cá nhân, cho nên là người ta như kiểu là director ấy, thì vừa có một tí share vào đấy nữa thì ông director ông sẽ kiểu cúc công tận tụy, ông ấy phục vụ công ty kiểu như vậy. Nhưng mà khi tôi cần huy động vốn với một cái số lượng lớn của tất cả các cổ đông thì tôi sẽ làm right issue, nghĩa là tôi làm quyền mua, và khi tôi phát hành ra cái quyền mua như vậy thì tất cả cổ đông cùng mua ấy ạ, thì cái tỷ lệ cái cấu trúc cổ đông nó không thay đổi.
Nói tóm lại hai thằng này đều về bản chất nó đều là option, nhưng thằng đầu tiên thằng nomin à thằng option thì nó Ừ. sẽ hướng đến đối tượng cụ thể và cho một mục Đúng đích cụ rồi. thể, thì Đúng còn rồi. cái thằng Ryan Stu là cho tất cả các cổ đông hiện Chúng ta. hữu. Đấy, Vâng, mọi rồi. người đúng không? Cái trường hợp một tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Chi nhỏ tớ nghe chưa rõ. Trường hợp một là gì nhỉ? Option Cái đấy. mà cho À, specific. ESOP Và cái á. chậm Đấy là mà option. option mình gọi là option issue à? Option. Còn Thì là cho một specific cái cổ đông thôi, còn cái right issue thì nó cho coi như là tất quyền cả lợi cổ đông, là theo đúng cấu rồi, cấu có trúc phải của có tỷ mình. lệ, đúng Ok. không? Option issue và right issue. Đó, thì mọi người, nếu mà mọi người đang chơi chứng khoán ấy thì mình sẽ rất là quen những cái từ này, và mọi người có khi có vài vài lần được hưởng các loại quyền rồi nhé. Thì thật ra ngày xưa mình học đến môn môn ngày xưa mình gọi là môn P4, có nghĩa là bây giờ là môn Advanced Financial Management nhé. Môn đấy vô cùng hay, những lúc đấy học đầu tiên học cứ phải tưởng tượng tất cả những cái đống này ấy, học F7 xong không biết cái gì đâu ạ. Xong rồi đến học một môn đấy thì thầy thấy mặt ngơ ngơ quá, thầy bảo là thôi bây giờ đi về chơi chứng khoán đi. Đấy là sẽ chơi chứng khoán, thầy bảo thậm chí là thầy khuyên là chơi chứng khoán này, trading forex này, trading vàng, chơi hết đi. Thế sao mình bảo tại sao thế? Để là bởi vì cái việc mà mình có cái cảm giác ấy ạ, nó rất là quan trọng. Bởi vì mình có học bao nhiêu định nghĩa, mình có đọc vân vân mây mây, nhưng chỉ cần mình bỏ tiền ra mà hôm nay cái cổ phiếu của mình nó có quyền mua cổ tức bằng cổ phiếu nó về là mình tính ra ngay, nghĩa mình biết ngay là cái thị giá nó thay đổi như nào ấy, thì đấy là cái sense tốt nhất của một cái người đi học đó. Thì mình còn rất là nhớ thầy mình đã khuyên là chơi như thế. Mọi người bọn mình chơi cả forex, chơi cả vàng, chơi cả chứng khoán để biết được cái cảm giác đấy. Xong rồi đến thì blame thầy, mới kêu với thầy sao thầy dạy kiểu gì ấy? Thầy bảo là thầy thì là người Malaysia sang dạy, thầy dạy kiểu gì ấy? Thầy bảo là học cái bài xác định giá trị công ty, thì thầy bảo là xét về lâu dài thì bao giờ giá cổ phiếu cũng phản ánh giá trị công ty. Nhưng mà cái câu chuyện đấy ở Việt Nam nó không có đúng, bởi vì là ở cái thời điểm mà mình đi học ấy, là cái thời điểm chứng khoán nó đang bị bong bóng. Thế nên là lúc mình học ở năm 2007 2008 ấy, nó bong bóng đến nỗi mà ngày nào nó cũng tăng đấy các bạn ạ, ngày nào nó cũng trần đấy ạ, khủng khiếp cơ. Thế thế là bọn mình bảo là không đúng, thì thầy mới bảo là ừ, nhưng mà đấy là ta nói là trên thế giới thôi, chứ không ta nói không thị trường Việt Nam, thì Việt Nam không có thị trường nào giống như thế hết đó. Thế nhưng nói như thế đây, các bạn thấy rằng là ngay cả bây giờ mọi người học, bởi vì nếu như cái con đường CC của các bạn ấy, các bạn còn đi qua một số môn tài chính nữa, mà nếu như các bạn học kế toán các bạn đã thấy happy rồi ạ, các bạn học các môn tài chính sẽ rất là happy, bởi vì là mình học được những cái practice rất hay. Thế nên là mình cũng nghĩ rằng là với những cái đây là những cái khái niệm rất là cơ bản ban đầu và mình đã học về hạch toán nó thôi, nhưng đến khi các bạn học tài chính thì các bạn sẽ phải học tiếp là khi nào thì các bạn làm cái việc đó, và cái việc đấy thì nó mang lại cái trong các tình huống như thế nào thì mình cần làm. Đó. Thì ví dụ như là môn P4 nha, môn Advanced Financial Management là cái môn mà bọn mình học những cái đó. Rồi tiếp đến với cái phần này rất rất là phức tạp nhá, không dễ nhá. Earning per share ạ. Không dễ để tự nhiên biết là tính như thế nào. Tại sao? Vì hầu hết mọi người quen với việc là tôi mở bất kỳ một cái trang nào ra, cà phê, mình thì hay dùng Fyan, tất cả những cái công cụ đều tính hộ các bạn EPS. Nhưng đi thi môn F7 người ta bảo các bạn tính EPS, thì các bạn không thể nào có những cái người người ta tính sẵn được, mặc dù rõ ràng đây là công thức thôi, nên là người ta dùng Excel đã tính cho mình rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ coi như mình học mình biết là nó được tính ra sao. Earning per share về bản chất nhìn là biết rồi, earning per share đúng không ạ, có nghĩa là earning có nghĩa profit đúng không, nghĩa là lấy cái profit ấy, chia cho số cổ đông cổ phiếu để tính ra là mỗi một cổ phiếu đáng nhẽ ra tôi được hưởng bao nhiêu earning đúng không ạ. Và từ cái earning per share này tôi lại so sánh ngược lại với cả price, thì tôi lấy price chia cho earning per share thì tôi ra được cái chỉ số là chỉ số P trên E, là cái chỉ số họ rất hay thấy ở trên trên các cái phân tích của các bạn làm phân tích cơ bản, thì các bạn sẽ nhìn thấy các bạn so sánh các chỉ số P trên E này và có chỉ số ngay. Nhưng mà cuối cùng thì đều đi từ cái câu chuyện mà hôm nay mình học rất là bờ cờ, đấy là đối với tôi cần biết là cái công ty này, nếu như một công ty đang có rất là lãi đúng không, ví dụ như là bây giờ tôi nói là một công ty có lãi 1.000 tỷ đi, mà công ty này chỉ có khoảng độ 1.000 cổ đông thôi, thì mình nói rằng mỗi một cổ đông người đã nhẽ ra
cũng phải được nhận về 1 tỷ, đúng không nào? Nhưng mà vẫn là 1.000 tỷ. Nhưng mà nếu như mà người ta lại có 1.000 tỷ cổ đông chẳng hạn, thì mỗi ông phải được 1 đồng. Đấy ạ. Thì chúng ta sẽ xem cái earning của công ty bị ảnh hưởng như thế nào, và cái share, nó bị number share, nó bị ảnh hưởng như thế nào. Nếu trong năm công ty có những cái đợt phát hành như chúng ta vừa mới học là rights issue và bonus issue, được chưa? Về bản chất thì earning per share, basic earning per share được tính bằng là net profit trừ đi preference dividend chia cho weighted number of ordinary share. Đây là công thức. Trong này có một cái từ đấy là preference dividend, thì mình sẽ nói với các bạn, không biết các bạn đã biết cái khái niệm này chưa. Đấy là cái khái niệm preference share. Preference share dịch ra tiếng Việt thì gọi là cổ phiếu ưu đãi. Nhưng mà mình gặp rất nhiều tình huống là các bạn bị hiểu nhầm cái từ cổ phiếu ưu đãi này. Mọi người hiểu từ cổ phiếu ưu đãi như thế nào? Các bạn hiểu thế nào là cổ phiếu ưu đãi không ạ? Là được ưu đãi lúc mua ấy. Là được ưu đãi lúc mua. Là mua giá rẻ ấy hả? Mua thấp hơn thị giá. Không phải. Đấy. Tức là lúc phát hành. Đó, theo mắt. Đấy là ở Việt Nam, mình gọi đấy là cổ phiếu ưu đãi. Ở Việt Nam mọi người có cái khái niệm là lúc mua ấy, thì sẽ có, đặc biệt là cái giai đoạn chúng ta bị nhầm lẫn là vì chúng ta trải qua cái giai đoạn cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Đó, thì khi mà cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, chúng ta chia ra các đối tượng được mua. Trong đấy có những cái đối tượng được mua về giá thấp hơn, bởi vì là ghi nhận cái đóng góp của cán bộ nhân viên trong rất nhiều năm đóng góp đối với cả cái công ty đấy. Nhưng thực tế thì cái mà chúng ta đang nói ở đây là một cái loại khác. Preference share là loại share, đúng rồi, là loại share mà nó không được có quyền để voting. Cái share này này, nó không có voting right. Hay nói cách khác là preference share là share mà tôi sử dụng cái nguyên tắc là đi vay, nhưng thực tế nó lại nằm ở phần vốn. Sao lại phức tạp như vậy? Bởi vì bây giờ nhé, các bạn hình dung là trong tình huống tôi đã có một các cổ đông đã tham gia góp vốn rồi, nhưng bây giờ tôi muốn huy động tiền để thực hiện dự án, được chưa? Nếu mà tôi đi ra ngoài kia tôi vay ngân hàng với một cái lãi suất cao, ai là người chịu thiệt hại? Chính là các ông cổ đông, đúng không ạ? Bởi vì khi tôi đi vay lãi suất cao thì nó sẽ ảnh hưởng luôn đến lợi nhuận của công ty, mà chính các ông cổ đông này sẽ bị thiệt hại nếu mà lợi nhuận công ty thiệt hại, đúng chưa nào? Thế nên các ông bảo là thôi đừng có đi vay ở ngoài nữa, và đây các anh cho vay. Thế nhưng mà khi các anh cho vay thì nó sẽ có cái tình huống đấy là có người vay và có người cho vay và người không cho vay, đúng không ạ? Nên là mình cũng không thể nào bảo là bây giờ có 5 ông thì mỗi ông phải cho tôi vay từng này tiền được, bởi vì đây là đi vay nhá, không phải là góp vốn nhá. Thế thì mình có thêm một cái kiểu nữa, đấy là mình ra một cái thứ gọi là preference share, nghĩa là các ông có thể cho tôi vay, tôi vẫn ghi nhận là các ông góp vốn ạ, nhưng cái vốn mà gọi là preference share này nó sẽ không có quyền voting. 5 cái ông cổ đông ban đầu các ông vẫn giữ cái quyền voting như cũ, nhưng cái có 2 ông cho tôi vay tiền thì 2 ông đấy có preference share. Các bạn hiểu tại sao sinh ra cái preference share chưa? Thứ nhất, preference share thông thường chỉ offer đối với cả shareholders, thậm chí là phải là key shareholder ấy ạ. Nghĩa là chỉ những cái cổ đông chính hoặc cổ đông chiến lược thôi, cổ đông lớn đó, thì mới có preference share. Và khi mà có preference share ấy, thì người ta hiểu rằng preference share là một cái loại loan vay, nhưng mà nó có fixed dividend. Tại sao tôi nói là nó là khoản vay? Bởi vì đồng nghĩa với việc issue ra preference share thì chúng ta cũng cố định luôn cái tỷ lệ dividend. Và vì mình đã cố định tỷ lệ dividend thì cũng có nghĩa là tỷ lệ dividend này nó chính là finance cost, được chưa? Cho nên chúng ta đang hạch toán theo mặt bản chất thì preference share này bản chất là một khoản vay. Tôi đang hạch toán theo mặt bản chất thì preference dividend thực ra nó là finance cost, chứ nó không phải là dividend để trả cho cổ đông từ kết quả kinh doanh. Nếu mà nó là phần dividend trả cho cổ đông từ kết quả kinh doanh thông thường thì nó phải được tính theo cái cách là đợi tôi kinh doanh năm có kết quả, báo cáo kết quả kinh doanh đầu năm, xong rồi tôi sẽ quyết định đến tỷ lệ tái đầu tư, xong phần còn lại tôi mới chia, đúng không ạ? Thì nó có thể là có năm thì là 12%, có năm thì là 20%,
đó, nhưng nó sẽ không cố định. Thế còn ở đây đã là preference share là cho vay thì cái tỷ lệ này được fix ngay từ đầu, và vì fix ngay từ đầu cho nên về mặt bản chất nhá, nó lại là cái preference dividend, nó lại là gì ạ? Finance cost. Đấy lý do vì sao mà chúng ta sẽ trừ ra khỏi net profit after tax là vì như vậy. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Chị ơi, cho tớ hỏi với. Cái preference share như chị nói thì nó chỉ tức là ý là chính là từ những cổ đông hiện hữu của mình cho tạo ra cái khoản loan đấy đúng không? Đúng rồi. Cái thế này ở Việt Nam mình này không có đâu. Không có, đúng rồi. Với cả thứ hai là Việt Nam mình sẽ có một cái nó lại hơi hỗ trợ về, nó là trái phiếu chuyển đổi ấy, cũng có, nhưng mà nó tất nhiên nó ít nhưng mà không, trái phiếu chuyển đổi nó lại là một thứ khác nhá. Trái phiếu chuyển đổi. Như mình lúc đầu mình vẫn là hạch toán là như kiểu trái phiếu, còn về sau khi nó chuyển đổi xong thì mình mới chuyển sang equity đúng không? Thì lúc mà mình issue ra trái phiếu chuyển đổi, thực ra không biết là Việt Anh đã xem cái bài hôm trước tôi đã nói về các loại financial instrument chưa? Xong rồi tôi còn nói về convertible loan note. Thì trái phiếu chuyển đổi là khi mà chúng ta phát hành ra nó là dạng trái phiếu, là dạng vay. Nhưng khi mà chúng ta chuyển đổi thì nó sẽ chuyển từ vay thành vốn. Và vì nó được chuyển như vậy cho nên cái giá ấy, cái fair value của trái phiếu ấy, nó bao gồm hai phần. Một phần là liability và một phần giá trị nó liên quan đến cái việc chuyển đổi đấy. Nói một cách khác là nếu như mình issue ra trái phiếu chuyển đổi, nếu như không phải là trái phiếu chuyển đổi mà là trái phiếu bình thường, đúng không ạ? Đi vay bình thường, đáng nhẽ ra thì tôi sẽ phải vay với tỷ lệ ví dụ như 10%. Nhưng mà tôi issue ra cái trái phiếu này với một cái quyền chuyển đổi thì tôi lại chỉ issue ra, tôi chỉ trả lãi vay là 8% thôi. Vẫn có người cho tôi vay. Tại sao người ta đồng ý cho tôi vay 8% ạ? Là bởi vì người ta nghĩ rằng là 3 năm đầu á là tôi cứ thu 8% đi, sau đấy thì tôi sẽ chuyển thành vốn, đúng không ạ? Và vì thế nên cái giá trị của cái chuyển thành vốn đấy nó tương đương là 2%. Đấy ạ. Thế thì mọi người còn nhớ là trong buổi hôm trước mình học về financial instrument á, mình có nói với các bạn rằng là bao giờ chúng ta cũng phải tính ra cái present value không? Cái giá trị hiện tại không? Thì đối với trái phiếu chuyển đổi nó lại là một dạng hybrid, là nó vừa có cấu phần vay và vừa có phần vốn. Nhưng đấy lại là một chuyện khác nhá. Còn hôm nay mình đang nói với các bạn về preference share, là trái phiếu, cái cổ phiếu ưu đãi này á, nó có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó no voting right. Đặc điểm thứ hai là nó fixed dividend. Và vì thế từ hai cái đặc điểm đấy thì mình hạch toán ở trên sổ, mình sẽ hạch toán theo bản chất. Và bản chất ở đây mình coi cái dividend đó nó là finance cost. Bởi vì đúng ra thì preference share nó được coi là một dạng loan. Các bạn hiểu chưa ạ? Và đấy là mình đang giải thích tại sao công thức tính basic EPS lại là net profit after tax trừ đi preference dividend rồi mới chia cho số cổ phiếu. Đó, thì đấy là tại sao lại trừ đi này. Rồi bây giờ mình mới nói tiếp đến tại sao lại chia ra số trung bình của cổ phiếu. Bởi vì có thể trong năm ấy, có diễn ra các cái tình huống phát hành cổ phiếu khác nhau. Ví dụ như là nếu như một năm mà cứ đầu năm vẫn là 1 triệu, cuối năm 1 triệu thì cũng không sao. Nhưng bây giờ net profit thì tôi tính được, nhưng mà đầu năm tôi có 1 triệu cổ phiếu, nhưng cuối năm tôi có tận 4 triệu cổ phiếu cơ. Thì làm sao tôi biết được là số trung bình là bao nhiêu để mà tính earning cho một cái share, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cách tính weighted average number of share. Đây ạ, mọi người xem nhé. Easy nhất là cái này, dễ nhất này. Mình xem thử cái cách, cái công thức basic nhất này. Mùng 1 tháng 1 thì cái công ty Niagara này có 4 triệu share, 4 triệu đô la. Vốn là 25 sen mệnh giá, được chưa? Có 1 triệu là preference share 8%, các bạn thấy fixed spread chưa ạ? Đó, fixed luôn là 8%. Mùng 1 tháng 7, nghĩa là 6 tháng sau thì họ lại issue thêm 1 triệu nữa preference share và 6% up high, nghĩa là ở mệnh giá, đúng không ạ? Và the company's profit after tax in the year là 258 gì đó. Ok. Giờ mình nhìn này. Trong năm ấy, người ta có hai lần issue preference share. Lần thứ nhất là cái khoản 8 triệu, được chưa ạ? Và 12 tháng thì chúng ta nhìn thấy là preference dividend tương ứng là 8% nhân 1 triệu. Đúng không ạ? 8% một năm nhân 1 triệu thì là 80.
khoản thứ hai là 6% nhân 1 triệu, nhưng mà chỉ nhân 6 trên 12 thôi. Được chưa? Thì bằng 30.000. Như vậy tôi có total preference share, total preference dividend paid during the year là 110.000. Vậy thì earning của tôi ở đây là 2585. Nhưng trong 2585 này thì đã có là 110 ạ, là finance cost rồi, đúng không nào? Cho nên tôi sẽ loại trừ cái phần finance cost đấy ra để tôi tính là tôi chỉ được chia ở trên cái tỷ lệ earning là 2475 thôi. Đó, và tôi tính cái số cổ phiếu ở đây là 4 triệu đô vốn với mệnh giá 25 sen thì tôi có 16 triệu share. Nha. Và tôi tính EPS là 2475 chia 16 triệu bằng 15 sen. Được chưa ạ? Đấy thì ở đây chúng ta đã nhìn thấy cái cách, cái công thức basic EPS được tính như thế. Nhưng bây giờ cái tình huống thứ hai là tình huống mà trong năm có share issue for cash at full market value. MV là mình viết tắt của market value ạ. Có nghĩa là share issue for cash là tôi thu tiền về cho công ty. Các bạn sẽ tư duy là nếu tôi phát hành cổ phiếu để thu tiền về cho công ty thì có nghĩa là cái tiền đấy ạ sẽ quay vòng ở trong công ty và kiếm ra tiền. Đấy ạ. Money will be reinvested to earn the further earnings. Okay? So, nếu mà tôi có cái share issue for money ấy, thì cũng có nghĩa là cái tiền đấy sẽ tạo ra lợi nhuận rồi. Nó đã đóng góp cái phần tăng earning rồi. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ không phải so với EPS năm ngoái. Lý do là năm ngoái ấy, họ không có phần vốn mới tăng, thì họ chỉ tạo ra từng earning đấy thôi. Năm nay thì có phần vốn tăng mới, cổ đông mới, thì cũng tương ứng là earning cũng tăng theo, bởi vì mình có đổ tiền vào thì cái cơ hội quay vòng vốn để tạo ra tiền nó cũng nhiều lên. Được chưa ạ? Đó, bây giờ mình sẽ xem rồi. Tình huống thứ nhất ạ, nếu mà người ta issue share ngay đầu năm, có nghĩa là hầu hết cả năm là số share ấy là tăng lên hết rồi. Ví dụ như issue luôn từ mùng 1 tháng 1, được chưa ạ? Thì lúc này average number of share tính luôn cái số là đã issue rồi. Mọi người nghe lại nhé. Giả sử nhé, tôi issue share vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì có nghĩa là trong suốt cả năm 2022 ạ, thì cái số weighted average number of share của tôi ạ sẽ bằng cái số mà new share sau khi mà đã được issue. Đấy là vì tôi issue ngày này ở mùng 1 tháng 1, cho nên là cả năm của tôi là cái số mới đấy luôn, không phải tính gì cả. Nhưng trong trường hợp không phải là cả năm thì sao? Đây ạ. Nếu như trong trường hợp là share là issue vào mùng 1 tháng 12 chứ không phải là mùng 1 tháng 1 thì sao ạ? Thì rõ ràng là nếu mà tôi issue share vào ngày mùng 1 tháng 12 thì cũng có nghĩa là tôi chỉ có 1 tháng để dùng cái tiền mới, cái tiền mà mới bán vốn ấy ạ, đúng không? Vào quay vòng thôi. Còn lại là 11 tháng thì không có, đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ nhìn thấy là mình sẽ tính như thế này. Trong 11 tháng đầu tiên, đây ạ, trong 11 tháng đầu tiên thì number share là 16 triệu. Ok chưa ạ? Trong 1 tháng cuối cùng thì vì tôi vừa bị issue thêm nên là number share của tôi tăng lên thành 20 triệu. Mọi người nghe mình nói lại nhé. Ví dụ như là tôi có tình huống là đây ạ, tôi sẽ phát hành 4 triệu share mới đối với cả 16 triệu share cũ. Được chưa? Nhưng thời điểm của tôi lại là mùng 1 tháng 12 thì tôi mới issue. Như vậy, nói về số share thôi nhé, thì mình nhìn thấy là trong 11 tháng đầu tiên công ty tôi đang hoạt động với số number share là 16 triệu. Nhưng riêng có 1 tháng cuối cùng sau khi tôi issue thêm 4 triệu thì số share mà công ty tôi đang dùng để là 20 triệu. Như vậy tôi sẽ phải tính trung bình là lấy 16 nhân với 11 tháng chia 12 cộng 20 nhân với 1 chia 12 để tính ra cái số trung bình trong năm. Number share của tôi là 16,333333. Được chưa ạ?
và sau đấy tôi mới dùng cái earning đây ạ, ở trên có cái earning ở trên rồi đúng không ạ, chia cho 16.33 để tính ra 16.75 và 16.5 đúng ạ, đây ạ, cái số này đã xong rồi. Thế ạ, với cái cách tính one off như vừa rồi, ở cái tình huống đầu tiên là tình huống phát hành cổ phiếu để thu tiền về á, thì mọi người hiểu cái công thức tính này theo tháng chưa ạ? Như vậy các bạn sẽ cần phải biết này, mốc ngày đúng không ạ? Ví dụ nhá, mình hay biết như này ạ, khi mình làm bài mình sẽ biết như này ạ. Từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 11 đúng không ạ? Đây là thời gian ạ. Đây là number of share 16 triệu. Ok chưa ạ? Months là 11 tháng. Tiếp này, từ mùng 1 tháng 12 đến 31 tháng 12, số này của tôi là cộng 4 là ra 20 triệu một tháng. Đó. Mà tôi sẽ tính one off thì bằng 16 nhân 11 trên 12 cộng 20 nhân 1 trên 12. Nhớ là cộng 20 nhé, chứ không phải là cộng 4 nhé. 4 chỉ là phần tăng thêm ạ. À. Còn tôi đang nói là trong cái tháng đấy tôi có tổng cộng là 20 triệu share và nó tồn tại trong một tháng. Ok chưa ạ? Dễ đúng không? Tiếp này. Đây ạ, đây là cách trình bày. Mình cũng vừa mới nói với các bạn cái trình bày này đấy ạ. Các bạn có thấy là mình đã để thêm một cái cột nữa, đây là cột OneNote không ạ? Cái OneNote này viết tắt của gì đấy? Weighted Average Number of Share. Thấy không ạ? Chúng ta có một cái cột là cột Time Weighting. Time Weighting có nghĩa là tỷ lệ thời gian. Số share này nhân với tỷ lệ thời gian này thì ra cái số trung bình. Số share này nhân với tỷ lệ thời gian này ra tỷ lệ trung bình. Và làm thế nào cái Time Weighting này cộng nhạc vào nhau nó phải là 12 trên 12. Đấy ạ, thì đây mình đang dạy các bạn cái cách trình bày ở trong bài thi của mình. Mà bây giờ trong trường hợp if share I issue forecast 2 million on 31 May and 2 million on 30 September. So what is one of those? Các bạn nhìn này. Lần thứ nhất là 31 tháng 5 phải không? Có nghĩa là 5 tháng đúng không ạ? Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Mùng 1 tháng 1, opening balance của tôi là 16 triệu share. Nó chỉ tồn tại 5 tháng, nên tôi viết time weighting ở đây là 5/12. Đến 31 tháng 5, tôi issue ra thêm 2 triệu share nữa. Có nghĩa là sau ngày 31 tháng 5 thì số share của công ty tôi là 18 triệu. Được chưa ạ? Đến ngày 30 tháng 9, tôi issue thêm 2 triệu nữa. Như vậy, 18 triệu này nó chỉ tồn tại 4 tháng thôi. Còn sau khi 30 tháng 9 thì nó không phải là 18 triệu ạ, mà nó là 20 triệu. Và lúc này nó tồn tại là 3/12 tháng. Các bạn thấy giống mình vừa mới nói không ạ? Khi tôi phải cộng thử 5 cộng 4 cộng 3 bằng 12/12. Rất nhiều bạn khi mà đi thi thì cộng với time weighting này nó không bằng 12/12. Nên là các bạn sẽ tính EPS bị sai. Rồi ạ, bây giờ tôi lấy số 16 triệu nhân với 5/12 thì sẽ ra cái one loss. Được chưa ạ? Đấy ạ. Và sau đây các bạn sẽ tính ra số cổ phiếu trung bình trong năm là 17,667. Được chưa ạ? Được ạ? Đấy là mình nói với các bạn cái cách để tư duy là cái số number share đấy tồn tại trong bao nhiêu lâu. Thì mình tính time weighting để tính ra weighted average number share. Rồi bây giờ mình nói tiếp này. Nhưng trong trường hợp vừa xong, nói lại nhé, trong trường hợp vừa xong tại sao mình chỉ tính time weighting thôi? Là bởi vì khi tôi phát hành bằng tiền, thu tiền về thì tiền ý, nó quay vòng luôn trong cái 5 tháng mà công ty tồn tại 16 triệu share. Thì tôi dùng cái phần tiền tương ứng với tiền góp vốn từ 16 triệu share đấy để tôi hoạt động. Đúng không ạ? Tôi kiếm ra lợi nhuận. Đến khi mà tôi phát hành thêm 2 triệu nữa thì tôi lại cũng dùng luôn tiền của cái 2 triệu đấy để đưa vào đồng sản xuất kinh doanh. Đúng không ạ? Và nó cũng tồn tại thêm 4 tháng nữa. Đấy ạ. Thế nhưng bây giờ trong tình huống là tôi không có tiền. Đấy là tôi bonus issue. Và khi tôi bonus issue, vừa nãy mình học bonus issue mình nói rồi ạ. Không có tiền, nhưng mà số cổ phiếu làm sao ạ? Tăng lên. Mọi người hiểu không ạ? Vừa nãy là
số cổ phiếu tăng lên, tiền tăng lên, nhưng bây giờ là số cổ phiếu tăng lên nhưng mà tiền lại đứng im, thì chúng ta sẽ hạch toán và tính cái OneNote này như thế nào. Chúng ta sẽ làm quen với một cái gọi là gross up factor, có nghĩa là vì ở đây là chỉ có số cổ phiếu tăng lên thôi, không có tiền, đúng không ạ? Cho nên nôm na là nó đang bị gross up lên một cách ảo. Và bây giờ mình lại lấy cái gross up factor là new number share chia cho old number share, đúng không ạ? Để chúng ta tính ra giá như không có cái trò bonus này thì cái số cổ phiếu sẽ là bao nhiêu. Các bạn hiểu không ạ? Nói cách khác ạ, vì bonus issue ấy là số cổ phiếu nó bị tăng lên là ảo, cho nên tôi sẽ phải dùng một cái reverse gross up factor để tôi quy đổi ngược từ cái số cổ phiếu sau khi đã bonus issue về trước khi bonus issue. Tại vì nó sẽ tương ứng với phần vốn tạo ra lợi nhuận mà, đúng không ạ? Nào mình xem thử ví dụ để các bạn biết nhé. Tương tự như là bài 1 này, ngày 31 tháng 3, Niagara issue 4 million share for cash. Và 30 tháng 9 thì lại bonus issue là 4-1. Có nghĩa là cứ 4 cổ phiếu thì sẽ được thêm 1 cổ phiếu ạ. Đây là một cái bài thi thật đấy ạ. Và người ta hỏi là tính EPS như thế nào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy là nếu như mà 4-1 có nghĩa là bây giờ old number share là 4, new number share là 5. Tôi tính ra reverse gross up factor là 4/5. Được chưa ạ? Mà các bạn nhìn vào cái bảng này cho tôi. Ngày 1 tháng 1 tôi có opening balance là 16.000. Cái opening balance này nó tồn tại được 3 tháng, bởi vì đến 31 tháng 3 thì tôi issue thêm 4.000 nữa, đúng không ạ? Và đến lúc này thì nó sẽ tồn tại được 9/12 tháng, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì là đến tận ngày cuối cùng của năm, cái năm tài chính này của mình là đúng, đến 30 tháng 9 thì mình mới bonus issue, đúng không ạ? Và như vậy ạ, thì tôi đã phải làm một cái việc, đấy là tôi quy đổi ngược ạ, đây ạ, nhân với 5/4 ạ, để coi như là nếu mà không có cái bonus cuối cùng này, cái cuối cùng này nó làm cho tổng giá trị nó bị tăng lên, hay nói cách khác là đúng ra thì cái công ty này người ta sẽ chỉ có 20.000 thôi, người ta chỉ có 20.000 cổ phiếu thôi, nhưng vì tôi bonus issue nên nó mới thành 25.000. Vậy thì tôi giảm luôn vào đây bằng cách là tôi nhân với tỷ lệ reverse bonus issue ở 5/4. Thì các bạn hình dung là nếu mà tôi lấy 16.000 nhá, nếu như bỏ qua cái câu chuyện 3/12 này đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà tôi nhân 16.000 với 3/12 nhân với 5/4 thì nó sẽ ra 5.000. Được chưa? Và 20.000 nhân với 9/12 nhân với 5/4 thì ra 18.750. Tại sao tôi không lấy cái số này? Tại sao tôi không lấy 25.000 nhân tiếp? Mặc dù năm tài chính của tôi là đến tận 31 tháng 12 thôi mà. Tại sao tôi không lấy, đáng nhẽ như vừa nãy là tôi phải lấy lại 25 này nhân với cả 3/12. Đúng không? Và cái từ 31 tháng 3 đến 30 tháng 9 thì tôi hiểu chỉ là 6 tháng thôi chứ. Thế này, tại sao tôi không nhân như vậy? Bởi vì cái 5.000 cuối cùng của tôi bonus issue này là nó không có tiền. Nhớ chưa ạ? Và vì nó không có tiền cho nên cái tỷ lệ 25/20 cũng chính là tỷ lệ 5/4. Thật ra cái bonus weight mà tôi ghi vào đây ấy, chính là tôi đang đảo cái 25 này về 20.000, coi như không có cái bonus issue. Các bạn hiểu không ạ? Mình đang cố gắng giải thích cho các bạn là khi có bonus issue xuất hiện, việc đầu tiên là các bạn phải tính ra reverse bonus weight, cái tỷ lệ bonus weight đó. Được chưa? Và cái tỷ lệ đấy nó chính bằng là số cổ phiếu mới, ở đây là 25.000, chia cho số cổ phiếu cũ trước khi bonus là 20.000. Đó, thì nó sẽ bằng 5/4 ạ. Và tôi nói rằng là cái weighted average number of share ở đây là 23.750. Được chưa? Rồi, bây giờ lại có một cái câu chuyện, có một cái khó nữa, đấy là sau khi tôi tính EPS ra, tôi tính cái số này 23.750 rồi, tôi lấy 3.500 là cái số lợi nhuận chia cho 23.750 để tính ra được EPS trong năm nay. Ok chưa ạ? Đó. Bây giờ tôi so lại với năm ngoái này,
Nếu năm ngoái của tôi là 15 sen, năm nay là 14,7 sen. Đúng không ạ? Cái đội phân tích cơ bản ấy ạ, nó sẽ bảo là ô, công ty này năm nay làm ăn chán hơn năm ngoái. Nhưng có phải như vậy không ạ? Bởi vì năm nay tôi có gì ạ? Tôi đã có bonus issue. Đúng không nào? Nên tôi sẽ phải restate lại. Nghĩa là nếu như năm nay tôi có 5 cổ phần, thì thật ra năm ngoái ạ, năm ngoái làm được 15 sen này này. Thì thật ra 15 sen này là bởi vì số cổ phần của họ ít đi thôi. Năm nay tôi có 14,7 ấy, là bởi vì tôi bị phải bonus issue ra. Vậy thì tôi sẽ restate lại cái EPS của năm ngoái bằng cách là lấy 15 sen đó nhân với cả tỷ lệ 4/5. Tôi restate là cho mục đích so sánh các bạn nhé. Và nó ra số là 12 sen. Thì lúc này tôi sẽ so sánh đúng được là nếu như cũng có bonus issue, giả sử như là cũng subject all the share to the bonus issue ở cái năm trước ấy, thì cái tỷ lệ EPS chỉ là 12%, 12 sen thôi. Và vì thế nên mình so cái cùng một cái số number share cùng một cái tỷ lệ như thế thì nó mới chính xác. Thì 12 so với 4,7 thì các bạn lại nhận định là năm nay người ta làm ăn gì ạ, có lãi hơn. Thấy không ạ? Đấy ạ, thì đấy là cái bonus weight. Các bạn nhìn thấy là nếu như khi tôi làm cash issue thì tôi chỉ tính tham weight thôi. Nhưng khi tôi có bonus issue tôi phải tính gì ạ? Bonus weight. Đúng không ạ? Tôi phải tính cái số reverse bonus weight bằng cách là lấy số cổ phiếu mới chia cho số cổ phiếu cũ. Đấy ạ, đấy là cái tình huống có bonus issue. Tiếp này, bây giờ tôi còn tình huống cuối cùng khó hơn nữa là right issue. Mình đang chơi trò bẻ bó đũa đúng không ạ? Nghĩa là một số tình huống mình sẽ xử lý từng tình huống một. Và khi các bạn đi thi ạ, thì đầu vào các bạn sẽ là tất cả các tình huống này trong một. Các bạn sẽ phải xử lý cùng một lúc. Đúng không ạ? Bây giờ mình đang chơi trò là đúng không? Kiểu bẻ bó đũa ấy. Rồi, thì với right issue thì sao ạ? Right issue vừa nãy nói rồi. Có tiền vào. Có. Đúng không ạ? Nhưng mà vì nó không có thay đổi cổ đông, cũng có nghĩa là khi tôi issue ra right issue thì tôi mong tất cả cổ đông của tôi đều exercise. Tất cả cổ đông của tôi đều exercise. Vậy tôi sẽ phải làm cách nào? Tôi sẽ phải đưa ra một cái giá nó thấp thì ai cũng mua. Vừa nãy mình nói rồi ạ, cái đây mình có quyền mà. Nếu mà đến cái ngày mà exercise mà tôi thấy nó thấp quá thì tôi sẽ không, giá thị trường đang thấp quá thì tôi sẽ không exercise nữa. Cho nên là thông thường khi người ta đưa ra right issue, người ta đã phải có một cái mức discount, người ta mức giảm giá rất là lớn rồi. Thế thì lại có một cái câu chuyện đấy là thế tại sao không cash issue ấy để thu tiền 100% về, bây giờ lại đi làm right issue xong rồi chỉ thu có 50% thôi. Nhưng bởi vì bản chất là tôi không muốn xáo trộn cái tỷ lệ cổ đông mà, cái cấu trúc cổ đông mà, đúng không ạ? Nên tôi mới làm right issue. Nhưng chính vì cái băn khoăn vừa rồi của mình ấy, nó mới ra được, lại phải ra một cái động tác cho chúng ta phức tạp hơn. Đấy là giống như vừa nãy mình phải cross up, thì bây giờ mình lại phải tính thử là nếu mà phát hành thông thường thì nó tương đương với bao nhiêu ạ? Đây ạ, mình sẽ xem thử một cái bài ví dụ như này ạ. Thực ra mấy ví dụ này là mình cắt ở trong các cái đề thi cũ ra. Bởi vì ngày xưa ấy, là các bạn ấy thi thì viết hết, không có thi multiple choice. Và khi mà thi viết hết ý, thì cái câu này nó là một cái ví dụ rất đầy đủ. Còn bây giờ ý, thì người ta đưa vào cái bài lập báo cáo, cho nên nó rất là dài và mình không thể cắt một cái bài lập báo cáo ra được. Bởi vì nếu mà đợi đến chữa bài lập báo cáo có EPS thì có khi các bạn chỉ gặp một hai bài thôi, nó rất là ít. Đấy là lý do vì sao mình chọn cái đề thi cũ. Now, fans has 1,550,000 pence ordinary share in issue on first January. Đầu kỳ này người ta có 1,500 share. Đến 30 tháng 9 á, thì người ta right issue 1/3 share at 70 pence. Mệnh giá là 50 nhưng tôi bán có 70 thôi. Nhưng mà market value á, là 85 pence. Được chưa? Vậy earning là 450, vậy thì nó ảnh hưởng như là EPS. Việc đầu tiên đấy là chúng ta nhìn thấy là sao nhỉ? Nếu mà tôi bán right issue of 1/3 thì cũng có nghĩa là cứ 3 share thì người ta được mua thêm 1 share. Mà giá thị trường 3 share này là 0.85
thì người ta được mua một share 0.7. Như vậy nếu mà tính về tiền tôi thu được ấy, thì tôi sẽ tính ra được là 3 nhân 0.85 cộng với cả sorry mọi người ạ, cái công thức ở đây ạ, đây là công thức tính 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 giá trung bình, thì cái này chia 4 cho mình nhá, bổ sung cho mình cái này là TEP. TEP ở đây là mình đọc TEP cho nó nhanh nhé, còn thời gian nó được đọc là theoretical expiry price, nghĩa là cái giá mà không tính đến quyền. Tổng số tiền tôi thu được ở đây sẽ là 3 nhân 0.85 cộng 1 nhân 0.7, đúng không ạ? Bây giờ tôi lấy cái số này tôi chia cho 4 thì tôi sẽ tính ra cái giá mà một cổ phiếu mới nó bằng bao nhiêu. Nó sẽ bằng 81.25 pence. Các bạn thấy là nó sẽ thấp hơn mệnh giá. Sorry, các bạn thấy là nó sẽ thấp hơn giá thị trường là 85 pence, nhưng nó sẽ cao hơn cái giá của cái right issue này. Hay nói cách khác là vì right issue của các bạn đang được discount với giá thấp, cho nên nó làm cho cái TEP, cái giá theoretical expiry price nó nhỏ hơn so với cả giá thị trường. Được chưa ạ? Như vậy mình lại nhìn thấy có một cái tỷ lệ, đấy là tỷ lệ giữa giá thị trường và tỷ lệ giữa TEP này là một cái tỷ lệ mà tôi cần phải cross up. Vậy bây giờ mình lại có thêm một cái cột nữa là cột gì đấy ạ? Bonus weight. Ở cột bonus weight tôi sẽ lấy cái giá thị trường chia cho giá TEP, chia giá theoretical expiry price, và tôi vẫn tham weight như bình thường. Nghĩa là tham weight là cái số cổ phần đấy nó tồn tại trong bao nhiêu lâu, nhưng với những cái số cổ phần cũ chưa đến lúc right issue thì tôi sẽ phải nhân với bonus weight. Được chưa ạ? Nhưng trường hợp mà tôi đã right issue rồi thì bản chất lúc đấy nó cái này nó là 81.25 trên 81.25, đúng không ạ? Bởi vì cái này là người ta đã mua rồi thì lúc đấy giá sau khi mua nó là 81.25. Thế thì mình cũng không cần nhân cái này luôn, bởi vì tỷ lệ này cũng bằng 1 luôn. Được chưa ạ? Tôi lấy 1.500.000 nhân 9.12 nhân với tỷ lệ bonus weight 2 triệu này nhân thẳng 3.12 ra đây luôn. Được chưa ạ? Và chúng ta dính ra số trung bình bằng cách này, bằng cái bảng này thì ra là 1.676.923. Sau đó các bạn vẫn tính EPS như bình thường và restate EPS năm trước như bình thường. Ok chưa ạ? Rồi ạ, so far đến đây là các bạn đã tính được EPS rồi, và với tình huống là issue in cash thì chỉ nhân time weighting, đúng không? Bonus issue thì tôi phải tính cái gross up factor của bonus issue. Có right issue thì mình sẽ phải tính cái reverse gross up factor bằng cái số cổ phiếu mới, bằng cái giá cổ phiếu trên thị trường chia ra cái giá trung bình, chia ra cái giá TEP. Đó, và mình phải tính cái TEP ở đây. Ok chưa ạ? Rồi, đấy là nói nốt một tí nữa về cái diluted EPS. Bây giờ mình lại nhìn thấy là trong trường hợp mà tôi hứa hẹn các cái phát hành thêm như là right issue, như là bonus issue, thì nó sẽ làm cho cái EPS của tôi bị pha loãng. Tại sao lại như thế ạ? Nghĩa là năm nay, rõ ràng vừa nãy các bạn nhìn thấy đây ạ, ví dụ như tình huống nhé, các bạn nhìn thấy là năm ngoái ạ, EPS của tôi là 15. Nó vẫn là 15 đúng thôi. Nhưng mà nếu như năm nay tôi tính ra là 15 mà tôi biết rằng năm sau tôi sẽ phát hành cổ phiếu, thì tôi sẽ cũng biết luôn là sang năm tôi lại phải reset lại. Mình nói lại nhé. Giả sử năm nay của tôi là năm 2022. Năm nay tôi không có một động tác phát hành riêng gì cả. Tôi tính EPS như bình thường. Tôi ra giá trị của tôi là 15 pence. Nhưng năm sau là 2023 ấy, thì tôi lại có plan là right issue. Tôi đã biết luôn là thế thì khi tôi right issue ấy, thì cái số cổ phiếu của tôi tăng lên, thì cùng với một lượng earning như năm nay, nhưng nó bị tăng lên bởi cái động tác phát hành cái quyền mua, đúng không ạ? Cái quyền right issue, thì năm nay cổ phiếu của tôi sẽ bị, cái EPS của tôi sẽ bị dilute, nó sẽ bị pha loãng. Được chưa? Đấy lý do vì sao được gọi là pha loãng. Hai cái này đi, cái reset và dilute là ngược nhau. Nếu như reset là tôi tính năm nay và tôi
tính ngược lại năm trước thì tôi gọi là reset. Thì dilute lại là hướng đến tương lai, là năm nay tôi tính EPS như bình thường, nhưng mà vì tôi biết là năm sau tôi sẽ phát hành tăng thì tôi sẽ phải tính cái khả năng nó bị pha loãng. Ok chưa? Đó, thì tính dilute như nào? Đây, mọi người sẽ xem thử một ví dụ như thế này. PIN has basic earnings of 6 million. Basic earnings là 6 triệu. Trong đây có 4,5 triệu là ordinary share. Được chưa? Và mình có giá ngoài thị trường là 80. PIN có các cái ordinary share, potential ordinary share này. Thứ nhất là có 500 ngàn là convertible preference share. Được chưa? Mỗi một preference share, đây cũng là một cái bài thi cũ nhá, mọi người sẽ thấy là bài thi thật nó sẽ như thế này đấy ạ. Mỗi một preference share sẽ convert thành 1,5 ordinary share. Đó. 800.000 option exercise price là 60. Đó, các bạn biết là hiện tại giá thị trường đang là 80, đúng không ạ? 10 triệu convertible loan stock với cái tỷ lệ 7%, tỷ lệ lãi là 7%. One share sẽ được exchange, mỗi một share này sẽ đổi thành loan stock là 100 đô đấy, trong 10 triệu đấy. Các bạn nhìn này, đầu tiên là tôi sẽ assume, tôi sẽ giả định là tất cả các cái khoản conversion đều happen hết. Nghĩa là bây giờ năm nay tôi đang ở bình thường, nhưng tôi đang có một số các khoản vay, và các khoản vay của tôi thì có option để convert into share. Và tôi biết là nếu mà nó convert into share thì nó sẽ làm tăng số share lên, và từ nữa nó sẽ làm dilute, nó làm pha loãng cái EPS của tôi, được chưa? Của tôi năm nay. Tôi phải tính luôn là bị pha loãng bao nhiêu, hay nó khác là ảnh hưởng của việc có thêm các cái option đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đến EPS của tôi. Còn thứ nhất này, chúng ta tính từng cái này. Một, convertible này, được chưa? Hai, option. Convertible preference share thì tôi có incremental earning, là cái số earning mà tôi tạo ra thêm được. Bởi vì đây là convertible preference share, cho nên khi tôi có sự chuyển đổi từ preference share là một khoản vay sang thành vốn, thì tôi sẽ không phải trả cái fixed dividend là 6% nữa. Vậy nên convertible share này nó sẽ tạo ra một cái saving cho công ty, đúng không ạ? Là 6% nhân với cả 500 ngàn là giá trị của phần preference share là 30.000. Được chưa? Cái ảnh hưởng của convertible preference share có hai cái. Saving thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến earning, hay nói cách khác là earning tăng. Nhưng đồng thời vì nó convert, cho nên nó cũng làm ảnh hưởng đến tăng số share. Và các bạn sẽ phải tính cả hai cái ảnh hưởng này. Vừa rồi mình đã tính là earning thì sẽ tăng lên thêm 30.000 rồi, đúng không? Nhưng mà tăng số share thêm bao nhiêu ạ? 500.000 x 1,5 share thì tăng thêm 750.000 share. Được chưa ạ? Cái issue thứ hai, cái quãng thời gian thứ hai là lúc mà chúng ta làm option. Chúng ta không có incremental earning, bởi vì là nó không có saving cái gì cả, nó không có set cost gì hết, đúng không? Option là tôi chỉ có đưa ra quyền chọn để mua thôi mà, đúng không? Và công ty thì sẽ issue thêm 800.000 share cộng với thu về là 48.000, được chưa? Bây giờ mình nói này, trong trường hợp không phải là bonus, mà nếu như tôi thực sự cần 48.000 này thì tôi phải issue ra bao nhiêu share, đúng không ạ? Mình nói lại nhé. Bây giờ tôi biết là tôi sẽ cầm về 48.000. Tôi đặt câu hỏi là nếu tôi muốn có 48.000 này mà không phải là option thì tôi phải issue in cash bao nhiêu share? Thì easy, đúng không ạ? Bởi vì mình biết market price là 80. Thì tôi sẽ lấy 48.000 chia cho 80 ạ, để ra được là 600.000 share. Hay nói cách khác là đáng nhẽ ra tôi chỉ phải issue ra 600.000 share thôi, với cái giá 80 thì tôi sẽ tạo ra được 48.000, đúng không? Tôi sẽ thu về được 48.000, đúng không? Như vậy
tôi có một cái số 200.000 share là issue for free. Nói cách khác là nếu mà tôi phát hành cash issue thì tôi chỉ cần phát hành 600.000, nhưng vì tôi phát hành theo quyền chọn với giá thấp hơn nên tôi phải phát hành 800.000, và cái giá tôi phải trả ra tôi phải issue for free 200.000, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ có cái này, nó sẽ ảnh hưởng đến number of share, đúng không ạ? 200.000 này là cái số number of share nó tăng lên, được chưa? Cái thứ ba là convertible loan stock. Loan stock thì lại không liên quan gì đến đến share cả, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là khi mà tôi dừng cái việc đi vay mà tôi chuyển nó thành vốn ấy, thì tôi có saving, đúng không ạ? Và cái saving ở đây đấy là net interest saved, được chưa? Tại sao lại như thế? Bởi vì là khi các bạn có loan stock ấy ạ, thì các bạn có hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất là các bạn phải trả interest, nhưng từ cái interest này, nó là cái này đang tăng chi phí, đúng không ạ? Nhưng từ cái interest này thì tôi lại được kê khai nó thành chi phí được trừ khi tôi tính thuế. Cho nên nếu lúc mà tôi tính thuế, nó lại được coi là chi phí được trừ, đúng không? Nên là trong trường hợp tôi chuyển nó thành vốn ấy, thì tuy là tôi tiết kiệm được cái khoản interest tôi không phải trả, nhưng tôi cũng bị bỏ phí, tôi cũng forfeit cái phần thuế của cái khoản lợi nhuận đấy ạ. Và vì thế nên tôi tính ra cái net interest saved. Ở đây là hai cái, một là cái phần interest saved của tôi là 10 × 7%, đúng không ạ, bằng 700.000, nhưng đồng thời tôi lại forfeit the tax, là cái 700.000 này này nhân với cả 35%, đúng không ạ? Bảy trăm nghìn nhân 0,35 là 245. Đó, thì hai cái này ngược chiều, các bạn thấy không ạ? Một cái là tôi saving, cái là tôi bỏ phí, thì cộng hai số này lại nó sẽ ra là kiểu 455 ở đây. Hoặc là tôi sẽ tính luôn là 1 - 35%, thì mình đang cố giải thích cái 1 - 35% này nó có ý nghĩa như nào. Ngoài ra thì khi mà tôi chuyển cái loan stock này thành share thì nó sẽ tăng thêm 100.000 share. Đó. Thế bây giờ tôi nhìn này, earning bị ảnh hưởng một loạt nhé. Cái này là cái working đấy ạ. Earning của tôi đấy là 6 triệu. Tôi sẽ tiết kiệm 30.000. Được chưa ạ? Và vừa xong saving được 455 nữa. Thì từ 6 triệu earning ban đầu, tôi sẽ tính ra được revised earning là 6.485. Được chưa ạ? Nếu mà năm nay ạ, tôi không tính đến tất cả các ảnh hưởng của năm sau, có làm dilute hay không, thì tôi đã tính basic EPS rất là dễ, là 6.4500 thôi là xong. Bởi vì tất cả những câu chuyện này là xảy ra năm sau mà. One loss của tôi sẽ khác như nào ạ? 4.5 triệu, nó sẽ tăng thêm 750, nó sẽ tăng tiếp 200, tăng tiếp 100 loan stock, thì tổng số share sẽ tăng lên thành 5.550. Và các bạn tính ra là EPS chỉ có 116 thôi. Như vậy mình đang quy đổi từ cái basic EPS là 133 về diluted EPS là 116. Và vì sau khi tôi tính hết tất cả các ảnh hưởng của các cái giao dịch làm thay đổi share và thay đổi earning trong tương lai, thì tôi thấy là cái EPS của tôi bị giảm. Tôi nói rằng there is a dilution, nó có một cái sự pha loãng ở đây. Có nghĩa là nếu như tôi chỉ có 4.5 triệu cổ phiếu thôi, thì mỗi một cổ phiếu được hưởng 133 pence, đúng không ạ, là earning. Hay nói cách khác là tôi chia cho cổ đông được nhiều hơn. Nhưng vì tôi có rất là nhiều cái cam kết, nào là convertible loan stock, nào là option, nào là preference share, convertible preference share, tất cả những cái đấy ạ, nó đều có ảnh hưởng đến number of share và cũng ảnh hưởng cả đến earning. Và cộng dồn cái ảnh hưởng đấy lại, sau chúng ta tính lại thì chúng ta sẽ thấy là nó bị pha loãng, bởi vì mỗi một share sau khi tôi thực hiện tất cả các quyền chuyển đổi đó thì chỉ còn được nhận 116 pence thôi. Và tôi gọi đấy là sự pha loãng. Có nghĩa là sau khi mà tôi chia, tôi tách, tôi chuyển đổi thì mỗi một cổ phiếu ấy lại kiếm được ít tiền hơn. Và tôi
so sánh hai số này, tôi nhận định rằng có một cái sự pha loãng ở đây. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Như vậy các bạn thấy là từ một cái công thức rất đơn giản tính EPS thôi, nhưng mà nó không hề dễ. Và các bạn sẽ phải đọc kỹ lại cái bài ví dụ này của mình thật là kỹ. Sau đấy mình sẽ phải làm thử bài EPS. Đúng không ạ? Tí nữa mình sẽ gửi luôn là đề thi nào có bài EPS để các bạn có thể tính luôn. Còn các bạn làm cho sách BP cũng được. Thì các bạn sẽ quen một hai bài thì các bạn sẽ quen ạ. Và các bạn sẽ thấy là đi thi, thật ra cái bài dilute được EPS này là mình lấy cái bài đi thi thì các bạn thấy là nó sẽ hợp các cái tình huống vào với nhau. Chứ nó không phải chỉ như lúc mình học là mình học riêng lại từ tình huống nữa để mình hiểu tại sao mình làm như thế ạ. Ok ạ. Đấy ạ, thế thì cuối cùng hôm nay là mình đã nói xong với mọi người về accounting for share issue, là cái phần mà các bạn sẽ có thể thường xuyên gặp ở trong bài lập báo cáo, và nó sẽ có khoảng độ 5 điểm, mỗi một bài thi sẽ có khoảng 5 điểm cho phần EPS. Thì các bạn cũng sẽ phải hiểu kỹ cái cách tính EPS để các bạn tính ạ, mà dù trong đời thực thì các bạn không dùng mấy đâu. Ok ạ, vậy mọi người có câu hỏi gì không ạ? Chị ơi, cái phần hẹn, phần nội hẹn, phần cái bài giảng hôm nay ấy, mà cái tài liệu này chị gửi lại cho bọn mình được không? Mình đã gửi từ hôm qua rồi. À, cái này tại vì tớ bận quá chưa, tức là gửi trên group rồi đúng không? Tớ xin lỗi. Với cả tớ hỏi một cái câu ngoài một chút được không? Ngoài cái bài này, tức là nhanh thôi, tức là cái IFA9 ấy, sau khi mà tức là cái mà có cái rủi ro ấy, cái thì sau khi mà mình tính toán mô hình, mình tính toán ra cái rủi ro, tức là mình sẽ không làm dự phòng theo quy định của Việt Nam, thì mình sẽ trừ thẳng vào cái giá trị tài sản đấy, hay là mình cũng ghi nhận làm hai dòng, một dòng vẫn là theo cái amortized cost và một cái là cái phần rủi ro để mình trừ đi, giống như kiểu là một dòng là book value và một provision, dòng là provision, xong rồi cùng mình net book value. Thì nếu mà IFRS thì mình làm nào, mình sẽ trình bày như thế nào? IFRS thì là mình trừ thẳng vào ở trên báo cáo, nhưng mà mình có một cái nốt thì trong cái thuyết minh ý, thì mình sẽ trình bày cái phần rủi ro đấy và phần dự phòng của mình tương ứng với rủi ro mà mình đã trích lập. À, thế nhưng mà nếu mà nhìn lên trên báo cáo lúc cha thì mình chỉ thấy là cái thì số không, cuối cùng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó thể hiện là cái BS, cái phần asset đấy của mình hay là liability của mình, nó giá trị là như thế này thôi, một trăm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay mình cảm ơn. Rồi ạ. Mọi người thấy bắt đầu đến cái đoạn cũng hơi khó một tí rồi đúng không ạ? Và mọi người cũng nhìn thấy rằng là thật ra đấy là lý do vì sao mà mình nói với các bạn là so với môn F3 thì đến F7 nó phải khó thêm mấy lần ý. Đấy là mọi người sẽ đến đoạn này, bắt đầu chúng ta đang ở thời điểm là bắt đầu vào đầu tháng 4, là mọi người bắt đầu phải tăng tốc lên. Bởi vì là tại sao mà mình cố yêu cầu các bạn làm quen ngay với phần bài tập lập báo cáo, là để các bạn quen dần, và tháng 4 là mình sẽ phải lập báo cáo được rồi, để đến tầm khoảng độ một tuần nữa, là sang cái tuần sau nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 ấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một loại báo cáo thứ hai. Đó, thế nên đấy là báo cáo hợp nhất. Thì cho nên là đấy là lý do vì sao mà ở tuần này ấy, thì mình sẽ dạy tất cả các cái issue liên quan đến phần lập báo cáo. Và mọi người chịu khó là mọi người đọc trước cho mình, mà cũng như là cũng bắt đầu làm dần các bài tập. Thì mọi người nhìn hộ mình vào sách bài tập ạ. Đấy ạ. Mình sẽ dở cái sách bài tập của BPP ra. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trong sách bài tập của BPP nhá, thì có cái phần lập báo cáo ấy, nó lại không nằm ở, nghĩa là bọn này làm sách rất chán, là nó nhét hết tất cả cái phần multiple choice vào một chỗ. Đấy, thế nên là sau đấy thì đến group luôn nhá. Đấy, nhưng mà thực ra các bạn còn rất nhiều đấy ạ, ở cái phần sau thì mới là cái phần bắt đầu lập báo cáo đấy ạ. Cái phần section C ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Từ trang 63. Đấy ạ. Thì mình muốn là, bởi vì là tại sao mà mình cố tuần này mình dạy thứ 3, thứ 4 liền nhau, thì các bạn có thời gian từ thứ 4 cho đến thứ 2, thì có thứ 7, chủ nhật đấy ạ. Là rất nhiều thời gian. Thì các bạn giúp mình làm các cái bài tập này. Đấy ạ. Ví dụ như đây là bài tập 222 này, 223 này. Là các bạn, những bài mà các bạn đã đủ kiến thức để làm rồi này. Các bạn đừng làm bài console nhá, consolidate thì không làm, bởi vì mình chưa học đến ạ. Đấy ạ. Đấy ạ. Đây là những cái bài mà phân tích như này. Ở trong các dạng là bài tập thì nó có 3 dạng, một là lập báo cáo mà mình vừa mới học xong,
Dạng thứ hai là dạng phân tích báo cáo, thì bài phân tích mọi người cũng chưa phải làm. Và dạng thứ ba là dạng báo cáo hợp nhất mình cũng chưa phải làm, hiểu chưa ạ? Mà mình chỉ chọn những cái bài mà single thôi. Thế thì hôm trước là để cho nó dễ thì mình lấy luôn bài thi cũ ấy, để mọi người làm cho nó quen. Thế còn thực ra là các bạn đã hoàn toàn đây ạ. Các bạn có thể làm các cái bài dần ở trong này được rồi. Đây ạ, mọi người nhìn thấy ở đây chúng ta có presentation từ question 260 đến 264 là presentation of financial statement, 265 đến 269 là statement of cash flow. Được chưa? Ở buổi thứ hai tuần tới thì mình sẽ nói với các bạn về cash flow, bởi vì mình sợ là ở môn F3 là học cash flow rồi ạ. Nhưng mà mình sợ là các bạn đã quên mất cách lập cash flow rồi. Cho nên chúng ta sẽ nói qua về cash flow, nói lại cash flow để các bạn làm được hết các bài cash flow. Thế thì bây giờ mình tổng kết lại cho mọi người nhé, là mình đã học những cái gì. Thứ nhất là về statement of profit or loss, statement of financial position, đúng không ạ? Là hai cái này học rồi, và các cái này là liên quan đến các cái IAS, các cái IFRS, vì nó là những cái notes, đúng không ạ? Tiếp nữa là đến thứ hai tuần sau thì mình sẽ nói với các bạn về statement of cash flow. Thì lúc này các bạn sẽ phải, cái này thì không liên quan gì đến IAS nào nữa, nào hết. Nhưng các bạn sẽ có thể lập báo cáo, đúng không ạ? Các bạn sẽ có thể làm các cái bài tập liên quan đến cash flow riêng. Cái phần này thì đi thi nó cũng không quá nhiều. Hôm nay thì mình vừa mới học về EPS. Và trong này thì nó cũng trong cái nốt này này, thì nó còn liên quan đến một cái phần nữa. Đấy là statement of changes in equity. Được chưa ạ? Thì đấy là cái phần hôm nay chúng ta đã học rồi. Như vậy là cái này học rồi này, cái này học rồi này, cái này hôm nay cũng học rồi này, EPS hôm nay học rồi này, thì mình sẽ chỉ còn có statement of cash flow thôi. Cái này nó ngắn, cho nên là đến buổi thứ hai tuần tới thì mình có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là mình practice cái phần EPS, được chưa ạ? Cái thứ hai là mình sẽ học về statement of cash flow và làm một phần bài tập về statement of cash flow. Sau đó đến thứ tư thì mình định là mình sẽ chữa thêm một cái bài tập lập báo cáo cho các bạn nữa. Đó, thì nó có thể là một cái bài mà tổng hợp rất nhiều thứ lập báo cáo trong cái bài đấy. Thế ạ, để cho một hoặc là hai đề để mọi người cảm thấy familiar trước khi mà mình nghỉ lễ mùng 10 tháng 3, thì sau đấy mình quay lại thì mình sẽ rất may là bọn mình không bị mất vào ngày nghỉ lễ nào đâu, đúng không ạ? Bài lịch của mình vẫn đầy đủ. Thì sau đấy thì các bạn sẽ quay lại thì chúng ta học chuyển sang consolidate ạ. Rồi ạ, mọi người nắm được cái tuần này mình phải học cái gì chứ ạ? Mình không định là kiểu mọi người phải học hết xong rồi chúng ta mới làm bài tập, nếu như thế thì mất nhiều thời gian quá. Nên là mọi người chịu khó là làm dần đi ạ. Mà cái bài nào mà mọi người không hiểu hoặc là mọi người cảm thấy làm nhưng mà nó khó quá, thì một là các bạn có thể bảo mình có thể có sẵn các cái bài đã chữa, hoặc là hai là các bạn có thể hỏi riêng ở chỗ này em không hiểu cũng không sao cả. Mình có hỏi thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Ok chưa ạ? À chị ơi, nếu mà em giải cái bài tập về cái phần lập báo cáo đó chị, không biết là chị giúp bọn em là sửa cái cách trình bày đúng không chị? Do là em cũng định tham gia thi nhưng mà cũng hơi sợ. Hôm trước thì mình có nhận được có 3 bài thôi. Thực ra là tuần này trước 31 tháng 3 thì mình rất là bận, cho nên là mình chưa reply được cả 3 bài, nhưng mình đã xem được một bài rồi. Thì mình thấy là mọi người đang trình bày cái bài đấy, thì bạn ấy trình bày rất là, bạn Huyền trình bày rất ok. Nhưng mà mọi người cứ gửi mail cho mình và mình sẽ chữa dần nhé. Nhất là mình nghĩ rằng là đến cuối tuần thì mình sẽ có thời gian để mình chữa nhiều hơn ạ. Rồi trong lúc mọi người làm thì mọi người có thể làm ra Excel nhé. Chứ đừng viết ra giấy, vì mình đi thi là mình sẽ viết trên Excel đấy ạ. Ok ạ, nếu mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi ok, nếu không có câu hỏi gì nữa thì hôm nay mình nghỉ ở đây ạ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.